Chương 181 Được chứ? Hoàng Phủ Ngạn tước thờ ơ ném cho cô một câu, miệng mỉm cười đầy ẩn ý nhìn cô như chờ đợi. Quả nhiên! Thật sao? Tốt quá rồi, à, Hoàng Phủ Ngạn tước, em yêu anh quá, yêu anh chết mất. Liên Kiều nghe hắn nói vậy hưng phấn hết sức, cô khu tay múa chân nhảy lên bá cổ hắn thân mật tặng cho hắn một nụ hôn lên má, giọng ngọt như đường. Chân mày Hoàng Phủ Ngạn tước giãn ra, nụ cười trên môi càng rạng rỡ tuy hắn biết là cô làm thế không có ý gì khác nhưng hắn thừa nhận mình thích nghe cô nói vậy thậm chí là nhiều hơn thế nữa yêu anh thật sao hắn đứng dậy ông lấy cơ thể nhỏ bé của cô trong vòng tay giọng sủng nịch như nói với người yêu phải đó hi hi liên kiều không có chút đề phòng hắn ngay thơ nhìn hắn đầu óc sớm đã bị chuyện phóng phi đao chiếm lĩnh liên kiều không có chút đề phòng hắn ngay Nói đến đây, trong mắt hắn đầy vẻ triều mến, em sẽ trở thành vợ của Hoàng Phủ Ngạn Tước Anh. À, vậy cô gái mà anh thích thì làm thế nào? Liên Kiều nhìn hắn chăm chăm. Cô gái nào, lời của cô khiến cho Hoàng Phủ Ngạn Tước như rơi vào một đám mây mù. Chính là cô gái mà anh muốn kết hôn đó, Liên Kiều nghiêng đầu nhìn hắn, trong lòng có chút không vui, cùng Quý Dương nói anh muốn cùng một cô gái khác kết hôn. Cái gì, Hoàng Phủ Ngạn Tước chấn động, cùng cô gái khác kết hôn sao hắn là người trong cuộc mà không biết tí gì về chuyện này chứ liên kiều vẽ mặt buồn bã hắn nói trong lòng anh rất thích một cô gái sắc mặt hoàng phủ ngạn tước càng ngưng trọng qua một lúc môi mới câu lên một nụ cười vô hại áp sát vào cô xem ra em và hắn rất thân thiết với nhau phải không nào có anh ấy là quân sư của em thôi liên kiều nói đến đây chợt nhận ra là mình đã lỡ lời đưa tay bịt miệng lại nhưng mà đã quá trễ xong rồi trong lòng cô không khỏi than thầm một trận cô đã bán đứng cung quý dương rồi quả nhiên hoàng phủ ngạn tước cười càng rạng rỡ cung quý dương quả đúng là an hem tốt vì anh mà lao tâm khổ tứ như vậy hoàng phủ ngạn tước anh muốn làm gì liên kiều nghĩ nếu cung quý dương có việc gì chắc cô hối hận đến chết mất đương nhiên là phải cảm ơn hắn rồi hắn quả thật là bạn nghiệp chướng của anh hoàng phủ ngạn tước đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cảm ơn ách liên kiều sững sờ nhìn hắn thế nào cũng cảm thấy biểu tình thế này của hắn không đúng lắm hoàng phủ ngạn tước vậy cô gái đó không có tất cả chỉ là cung quý dương gạt em thôi hắn một lời vạch ra đàn âm mưu của cung quý dương a à, anh ấy gạt em liên kiều trợn mắt nhưng mà cũng kể như tên đó đã làm một việc tốt hoàng phủ ngạn tước chật đổi chủ đề trên môi vẫn treo một nụ cười ý vị, được rồi, đừng nhắc tên đó nữa, hôm nay em nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai đi gặp ông nội không thể mặt mày tiêu nhiễu như vậy, không thì ông sẽ nghĩ là anh bắt nạt em. Hoàng phủ Ngạn Tước, anh thật sự quyết định kết hôn sao? Liên Kiều vẫn chưa chịu thôi, hỏi lại. Nhà đầu, không phải là anh muốn kết hôn, mà là anh muốn kết hôn với em, Hoàng phủ Ngạn Tước đính chính lại câu hỏi của cô. Nhưng mà em không muốn cô thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng. Không muốn, Hoàng Phủ Ngạn tước hơi có chút không vui. Đúng đó, kết hôn không vui chút nào, Liên Kiều thấp giọng nói, vẻ mặt cực kỳ không tình nguyện. Hoàng Phủ Ngạn tước nghe vậy, trong lòng tự nhiên nhìn rõ được tâm sự của cô, hắn không giận mà cười, cô chỉ là một nha đầu hiếu động, ham chơi, bởi vậy trong suy nghĩ của cô, trèo lên cây bắt chim có khi còn vui hơn kết hôn, đây chỉ là do tính cách trẻ con của cô chứ không phải là bản thân cô bài xích hắn hắn đưa tay xuyên qua mấy sợi tóc mượt như nhung của cô nghịch nghịch nó giữa mấy ngón tay vậy em nói anh nghe cái gì chơi mới vui giọng nói đầy vẻ dụ hoặc đôi mắt màu tím của liên kiều nghịch ngợm đảo một vòng sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười nịnh nọt hắc hắc thực ra em thấy kỹ thuật phi đao của anh là oách nhất thật không hoàng phủ ngạn tước đã nhìn thấu tâm tư của cô thì ra là vậy đúng đó đúng đó hoàng phủ ngạn tước lúc chìm anh thật oách nha Liên Kiều xua tay múa chân, gần như khôi phục lại nét tinh nghịch ban đầu. Nhưng chiều nay hình như có ai đó bị hù đến suýt ngất luôn, Hoàng Phủ Ngạn tước lại không vội, nếu đã nắm được thóp của cô, cứ từ từ dụ cô vào khuôn khổ thôi. Hi hi, đó là vừa nãy, bây giờ thì không sợ chút nào rồi. Nói xong cô từ đứng trên giường vừa nhún nhảy vừa thực hiện lại động tác phóng đao vừa nãy của Hoàng Phủ Ngạn tước. Anh xem, em làm có giống không, chẳng qua là em chưa được nhìn rõ từng động tác của anh thôi, cô ngượng ngùng giải thích với hắn. Giỏi lắm rồi, em xem thêm vài lần nữa không chừng là sẽ biết đấy, Hoàng Phủ Ngạn tước thờ ơ nói đúng tim đen của cô. Đúng đó, đúng đó, Liên Kiều vừa nghe hắn nói vậy, tinh thần lập tức dâng cao. Đông một tiếng, cô đột nhiên nhảy ra từ giường xuống đất, cô thì không sao, chỉ suýt nữa là dọa Hoàng Phủ Ngạn tước tim vọt ra ngoài. Nhà đầu này. Hoàng Phủ Ngạn tước, anh làm lại vài lần nữa cho em xem đi. Cô dán người sát vào hắn, tay níu chặt lấy cánh tay hắn, nũng nịu như một chú mèo nhỏ. Sự mềm mại từ cánh tay truyền đến khiến cho Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút suy nghĩ lung tung, nhưng vẫn cười nói, em vừa nãy làm cũng giống lắm rồi. Nhưng người ta không biết làm có đúng hay không mà, với lại, em cũng muốn thử phóng phi đao thật cơ, giọng nhỏ xíu như đang thăm dò ý hắn. Đường đường là một người đàn ông sao lại thề thốt làm gì, liên kiều giống như nghe được chuyện là kinh thiên động địa nha đầu chuyện này cũng bình thường thôi mà hoàng phủ ngạn tước ngồi xuống thảm cỏ ngửa mặt hứng lấy ánh sáng mặt trời trong ánh sáng vàng nhạt gương mặt hắn càng thêm tuấn tú liên kiều nghe vậy không hiểu lắm nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn chống tay lên cầm nhìn hắn liên kiều anh nghĩ em cũng đã biết rõ bối cảnh của tứ đại tài phiệt hoàng phủ ngạn tước xoay người lại nhìn cô gái bên cạnh định nói tiếp lại nhìn thấy ánh mặt trời chiếu trên làn da như trứng gà bóc của cô tinh khiết như ngọc kết hợp với đôi mắt màu tím kia đẹp đến không chân thật nhất thời hắn có chút hoảng hốt vẻ đẹp của cô không giống với những người phụ nữ của ba người còn lại trong tứ đại tài phiệt kỳ hình rất đẹp là vẻ đẹp đầm thắm sầm tử tranh cũng rất đẹp là vẻ đẹp kiêu ngạo mà thời thượng thượng quan tuyền càng không cần nói vẻ đẹp của cô lộng lẫy diễm lệ mà lạnh lùng nhưng người con gái trước mặt anh thì khác cô như một cô tiên nhỏ từ trên trời rơi xuống xinh đẹp mà hoạt bát lại không nhiễm chút bụi trần cô không cần làm gì cũng có thể thu hút sự chú ý của tất cả mọi người một cô gái như vậy hắn thường tự hỏi mình động lòng rồi sao hay chỉ là xem cô như một cô em gái một em gái khiến hắn không thể không quan tâm giờ phút này ngay cả hoàng phủ ngạn tước cũng không lý giải được cảm giác của chính mình cái loại cảm giác lúc có lúc không khiến hắn không thể nắm bắt lại cứ quấy nhiễu đầu óc hắn nhưng khi hắn biết bên cạnh cô có một người đàn ông khác chuẩn bị đi du lịch và rời khỏi thế giới của hắn cảm giác lúc có lúc không này lập tức trở thành sự không vui và nhức nhối kinh khủng hắn không muốn cũng không cho phép cô rời khỏi hắn càng không cho phép cô thích một người đàn ông khác hắn chỉ muốn thật ích kỷ mà giữ cô lại bên cạnh mình của riêng mình hắn Liên Kiều ở cạnh bên làm sao biết được những suy nghĩ trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước, chỉ thấy hắn nhìn cô chăm chú, nhìn. Hết. Thật là quách. Cô càng nghĩ càng thích. Không khó hình dung ra cách nghĩ ngây thơ của cô, tuy trong lòng có chút thất lạc nhưng hắn vẫn tiếp tục dụ dỗ. Nói lần nữa đi. Nói xong môi đã đặt trên chóp mũi cô. Liên Kiều cười càng rực rỡ, như cảm nhận được hắn thích nghe mấy câu này, cũng không suy nghĩ nhiều, vòng tay ôm hắn, nói nhỏ, hoàng phủ ngạn tước, em yêu anh. Thì ra là hắn thích nghe câu này, sớm biết như vậy cô ngày nào cũng nói với hắn, nói không chừng hắn còn có thể cho cô những món đồ thú vị khác. Còn đang chìm đắm trong sự ngọt ngào hiếm có từ cô, hắn thấp giọng hỏi, yêu nhiều không? Liên Kiều suy nghĩ một chút giống như bị câu hỏi của hắn là khó, nghĩ một hồi mới ngọt ngào nói, yêu nhiều, yêu nhiều lắm. Liên tục nói mấy chữ yêu nhiều, giống như có làm vậy mới biểu đạt hết ý mình vật nhỏ đáng yêu, hắn cụng đầu vào trán cô, cười khe khẽ. Nhà đầu đơn thuần này, luôn có bản lạnh khiến hắn không thể không để ý. Giọng thì thầm cùng với hơi thở nam tính quét qua mặt cô khiến cô thấy nhồn nhột, trên mặt tự dưng lại hồng lên một mảnh. Chúng ta ra vườn hoa, được không? Cô kéo góc áo hắn, giọng nài nỉ. Được, hoàng phủ ngạn tước lại cười. Một cây phi đao sáng loáng được đẩy vào trong tay Linh Kiều, bàn tay nhỏ nhắn không khỏi run run thế nào, hoàng phủ ngạn tước biết rồi còn cố hỏi em không biết mà liên kiều sụ mặt không phải lúc nãy em làm giống lắm sao, hoàng phủ ngạn tước cười xấu xa nhưng mà nhưng mà liên kiều đảo mắt sau đó nghịch ngợm nói anh ném lần nữa cho em xem đi hoàng phủ ngạn tước không kỳ kèo được thôi em nhìn kỹ đây chỉ cho em xem một lần thôi đó liên kiều mắt không dám chấp gió thổi một chiếc lá chậm chậm rơi xuống lúc này một luồng ánh sáng bạc xẹt qua mạnh mẽ lướt bên tai liên kiều chiếu một tiếng chỉ thấy phi đao đã xuyên qua chiếc lá khô găm nó vào thân cây liên kiều há hốc miệng sau đó bừng tỉnh lại cô nhảy lên hoang hô rồi vội vàng chạy đến bên thân cây hoàng phủ ngạn tước anh thật giỏi thật quách nha ở cự ly xa như vậy mà cũng có thể ném trúng chiếc lá kia nhìn kỹ lại không chỉ phi trúng mà còn là trúng ngay giữa chiếc lá trời ạ à bàn tay nhỏ nhắn đưa sang định nhổ cây phi đao lên nhưng cô kinh ngạc phát hiện ra cây phi đao đã găm vào thân cây với lực quá mạnh với sức của cô căn bản là không làm gì được thì ra sức lực của hắn lại lớn như thế này phi đao ghim vào thân cây rồi em còn học thế nào được liên kiều thấy không rút ra được chỉ đành đứng đó ăn vạ nhà đầu ngốc khi nào em học được kỹ thuật phương hướng và điều chỉnh được lực tay thì có rất nhiều thứ em có thể dùng làm vũ khí Hoàng Phủ Ngạn tước tự tin giảng giải. Qua, thật không, vậy, anh nói anh có thể dùng được những thứ khác để thay thế cho phi đao phải không? Liên Kiều phấn khích hỏi. Đương nhiên, không tin sao? Hoàng Phủ Ngạn tước hỏi lại. Liên Kiều lắc đầu, không tin. Hoàng Phủ Ngạn tước nhún nhún vai, nhìn cô đang đứng cạnh gốc cây nói, vậy được, thử cho em xem. Vừa nói vừa nhặt một cành cây khô dưới chân, bẻ nó thành một đoạn thích hợp sau đó vung tay cành cây khô liền như một cây phi đao bay thẳng về hướng thân cây a à, à liên kiều quả thật bị chấn động còn chưa kịp nói gì cành cây khô đã găm vào thân cây lúc nãy cách tay cô không xa trời ơi liên kiều thấy toàn thân cứng ngắc cô cẩn trọng xoay đầu nhìn cành cây khô đang ghim trên thân cây một lúc lâu sau mới đưa tay sờ mới phát hiện nó đã ghim thật chặt vào thân cây rồi cô thấy miệng mình khô đắng cũng may mình không phải là kẻ địch của hắn bằng không chết lúc nào cũng không biết nữa với tốc độ như vậy chắc là chưa kịp phản ứng gì đã bị phi chết rồi hoàng phủ ngạn tước nghĩ đến đây cô hét lên một tiếng chạy về hướng hắn vẻ mặt vui mừng như điên anh dạy em được không em cũng muốn học cái này quá cung rồi em muốn học hoàng phủ ngạn tước nhướng mày hỏi liên kiều gật đầu như băm tỏi vâng em muốn học em cũng muốn ném phi đao phóng cành cây anh dạy em, dạy em nha. Cái này, Hoàng Phủ Ngạn Tước cố tình câu giờ, thả bước chậm chậm trong vườn hoa. Thế nào hả, Liên Kiều sắp gấp chết rồi, lẻo đẻo theo sẵn. Có chút khó khăn, Hoàng Phủ Ngạn Tước nói với cô. Có gì khó khăn chứ, chẳng lẽ em học không được sao, Liên Kiều vẽ mặt chờ mong lẫn khẩn trương hỏi. Có anh dạy em thì em nhất định sẽ học được, không chỉ là học được mà còn rất giỏi nữa, Hoàng Phủ Ngạn Tước bắt đầu gian lưới. Vậy thì dạy em đi, năn nỉ anh mà, Liên Kiều níu lấy cánh tay hắn, lắc lắc. Hoàng Phủ Ngạn tước thấy thời cơ đã đến, nhìn cô chăm chăm trong mắt tràn đầy ý cười nói, dạy em cũng không phải là không được, nhưng mà anh đã từng thề là chỉ dạy cho vợ mình thôi. Nhà đầu ngốc. Hắn tì cầm lên đầu cô, hơi thở nóng hổi quẩn quanh len lỏi vào từng nhịp thở của cô. Người của tứ đại tài phiệt không thể vĩnh viễn không có điểm yếu, tuy nói rằng bọn anh không lo lắng cho người nhà sẽ gặp nguy hiểm nhưng không thể không quan tâm đến vợ con cho nên vợ anh nhất định phải học biết một số cách phòng thân đơn giản thì mới được như vậy lúc gặp phải nguy hiểm mới có thể tìm cách cứu mình hoặc biết cách kéo dài thời gian liên kiều nghe liền hiểu ngay cô gật đầu nhưng bởi vì hắn cách cô quá gần tự nhiên cảm thấy hít thở có chút không thông ách em em muốn ngồi dậy cô đưa tay đẩy nhẹ hắn ra thần tình rất không tự nhiên đề nghị Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười kéo cô cùng đứng dậy, động tác kháng nghị nho nhỏ của cô như một sợi lông quét nhẹ qua đáy lòng hắn, mà hắn cũng không thể không thừa nhận, mùi thơm và sự mềm mại lúc nãy trong ngực mình khiến hắn lại có chút. Rụt trịch! Hoàng Phủ Ngạn Tước ơi là Hoàng Phủ Ngạn Tước, chẳng lẽ là do mày lâu quá không có đụng đến phụ nữ nên mới thế sao? Hắn tự cười mình. Quả thật, cho đến hôm nay hắn mới nhận ra từ lúc liên kiều tiến vào Hoàng Phủ. Hắn đã rất lâu không có đụng đến người phụ nữ khác, cho dù là hắn công tác bên ngoài, cho dù là bên cạnh có không ít người đẹp đua nhau lấy lòng nhưng hắn lại phát hiện ra bản thân đối với họ hình như đã mất đi hứng thú. Chuyện này quả thật đáng sợ, rất đáng sợ. Liên Kiều thấy hắn lại im lặng liền đưa tay vỗ lên vai hắn một cái như muốn thức tỉnh hắn, khiến hắn tập trung trở lại. "Ờ, em không quan tâm, dù sao em cũng muốn học phi đao." Cô bắt đầu ăn vạ. Nhà đầu anh đã nói rõ quan điểm của mình rồi. Hoàng Phủ ngạn tức đặt tay lên vai cô, cười nói: Chẳng lẽ nhất định phải là vợ anh mới có thể học được sao? Như vậy không công bằng. Liên Kiều sụn mặt xuống. Có cái gì không công bằng đâu chứ? Hơn nữa, vợ anh sẽ là người phụ nữ mà anh quan tâm lo lắng nhất. Chỉ cần là vợ anh, đừng nói là phi đao. Cho dù cô ấy muốn học những thứ thú vị hơn anh cũng sẽ đồng ý. A. À. Liên Kiều vừa nghe mắt đã sáng lên, đầy hứng thú. Anh vừa nói cái gì? Nói vậy anh còn có thứ thú vị như phi đao sao? Đương nhiên rồi, trong tứ đại tài phiệt chuyện thú vị còn nhiều lắm. Hoàng Phủ Ngạn tức lại lười biến nằm xuống cỏ, nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp của ánh nắng mặt trời. Ê, nhanh nói với em đi, còn có thứ gì thú vị nữa? Liên Kiều không thấy chờ đợi được nữa, lại thấy bộ dạng lười biếng của hắn, cô đành ngồi sụp xuống bên cạnh hắn, gấp gáp hỏi. Ồ, để anh nghĩ xem, trên môi hắn câu lên một nụ cười mê người, thích cưỡi ngựa không? Cưỡi ngựa. Trong đầu Liên Kiều lập tức liên tưởng đến đồng cỏ xanh rộng mênh mông, bản thân mình như một nữ kỵ sĩ uy phong cưỡi trên lưng ngựa. Trước kia cô cũng từng cưỡi ngựa rồi, nhưng lúc đó cô rất nhỏ, khi cô bất cẩn đá trúng con ngựa sau đó bị nó cho một cước xuống ngựa, ông nội liền ra lệnh nghiêm cấm cô đến gần những chú ngựa, cho nên cô chỉ có thể lén nhìn những anh em khác trong vương thất ưu nhã ngồi trên lưng ngựa cưỡi ngựa em thích em thích cô vội níu lấy cổ áo hắn phấn khích nói biết không lăng thiếu đường cái tên này có hai cái thú vui thứ nhất là sưu tập rượu đỏ thứ hai là cưỡi ngựa những trường đua ngựa dưới tên cậu ta gần như có ở khắp thế giới mà những con ngựa mà cậu ta có trong tay đều là hàng thượng phẩm mỗi chú ngựa đều chảy trong thân thế dòng máu quý tộc thậm chí có nhiều con là có một không hai trên thế giới qua wow, mắt liên kiều sáng rỡ nói như vậy nếu như Hoàng Phủ Ngạn Tước đồng ý, vậy nghĩ là cô có thể đi xem mấy chú ngựa đó rồi, thậm chí, hắc hắc, không chừng có thể miễn phí có được một con. Đúng, Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn Tước thân thiết nhau như vậy, nhất định là sẽ không keo kiệt với mình đâu. Hay quá, Hoàng Phủ Ngạn Tước, em. Đừng gấp, anh còn chưa nói xong mà. Hắn đương nhiên là hiểu tâm trạng của Hoàng Phủ Ngạn Tước, trên môi lại câu lên một đường công, còn có cung quý dương, ồ, đúng rồi, chính là tên quân sư của em đó cái tên đáng chết nói đến mấy chữ sau cùng hắn hung hăng chêm vào thêm một câu ồ anh ấy cũng có sao là cái gì nói mau đi hoàng phủ ngạn tước trong lòng không khỏi thầm mắng cung quý dương một lượt thật quá keo kiệt đi có đồ chơi hay cũng không nói với cô đương nhiên rồi cậu ta là người ham chơi nhất trong số bốn người bọn anh mà hoàng phủ ngạn tước cố ý nói rất thờ ơ Liên Kiều thì lại nghiêm túc giỏi theo từng lời của hắn, chỉ sợ mình lơ đễnh bỏ qua điểm thú vị nào đó. Cung Quý Dương cái tên này, thích nhất là chơi mấy trò kích thích, hắn cũng có một thú vui, đó là đua xe. Hoàng phủ ngạn tức nhìn Liên Kiều, khi nhìn thấy sự phấn khích trong đôi mắt đẹp đó, trên môi cậu lại câu lên một nụ cười đắc ý, quả như dự liệu của hắn. Đua xe. Anh nói là Cung Quý Dương anh ấy thích đua xe, Liên Kiều gấp gáp hỏi. Hoàng Phủ ngạn tước gật đầu, đương nhiên, cung quý dương con người này thích mạo hiểm, càng thích kích thích, cho nên trước giờ cậu ta thích đua xe F1, em có biết không, dưới danh nghĩa của cậu ta, đội đua xe F1 cũng là tinh anh, quan trọng nhất là, mỗi chiếc xe đua trong đội đó đều là cậu ta tự cải tạo lại. Trời ạ, à, quá oách rồi, Liên Kiều không khỏi khen một câu. Đương nhiên, không thế không thừa nhận, cậu ta là thiên tài về cải tạo cơ giới và phát minh vũ khí trong mắt hoàng phủ ngạn tước không giấu được sự kiêu ngạo về người bạn này của mình minh có ai nhớ đoạn anh dương phá khóa chiếc ferrari màu đỏ của chị tranh không vậy vậy trong đội đua xe của anh ấy có con gái không hoàng phủ ngạn tước hỏi dò đương nhiên là có bây giờ con gái tham gia đua xe rất nhiều chỉ là các cô gái tham gia đua xe chân chính được cung quý dương ra tay cải tạo xe đua thì ít đến thê thảm lời nói của hoàng phủ ngạn tước quả thật là có sức hấp dẫn quá lớn Liên Kiều vẽ mặt chờ mong. Vậy, còn có một người là Lãnh Thiên Dục phải không? Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười, Lãnh Thiên Dục cái người này là dị nhân điển hình, bởi vì thân phận đặc thù của cậu ta cộng thêm tính cách khác thường, cho nên cậu ta không thú vị gì, cũng chẳng thích sưu tầm cái gì, chỉ là Hoàng Phủ Ngạn Tước cố ý kéo dài giọng. Chỉ là sao? Liên Kiều biết nhất định là còn có phần tiếp theo nên giọng tai nghe. Biết không, ngoại trừ phi đao của anh tài bắn súng của lãnh thiên dục so với cung quý dương và lăng thiếu đường vượt xa lắm hoàng phủ ngạn tước nói thẳng trời ơi vậy vậy là nói hắn là một tay súng thần liên kiều vẽ mặt sùng bái sai tay súng thần có lúc sẽ thất thủ nhưng anh quen biết lãnh thiên dục lâu như vậy trước giờ chưa từng thấy hắn thất thủ lần nào hoàng phủ ngạn tước đính chính quá oách rồi trong đầu liên kiều không ngừng hình dung cảnh tự mình cầm súng ngắm bắn nếu như hơn nữa Bây giờ trong biệt quyển lãnh gia còn có thượng quan tuyền Thân thủ cô gái này cũng không tệ Chẳng những vậy cô ấy còn có một thứ gọi là có may mắn Nếu như có cơ hội để em nhìn thấy Nhất định em sẽ rất kinh ngạc Có may mắn Đó là cái gì? Liên Kiều vội vàng hỏi Cái tên này cũng quá dễ nghe đi Thì cũng giống như truy ảnh của anh Có may mắn là một loại ám khí Loại ám khí này trong bề ngoài giống như một loại trang sức vậy nhưng mà là một trong số những ám khí lợi hại nhất trên đời hoàng phủ ngạn tước đối với vũ khí cũng có thể gọi là si mê đương nhiên đối với sự lợi hại của cỏ may mắn cũng phải khen ngợi không thôi thật sao em đã thấy ám khí lợi hại nhất chính là truy ảnh của anh thì ra là còn có loại ám khí cũng lợi hại như vậy sao thật muốn xem thử nha ánh mắt của liên kiều trở nên mê ly lòng cô cũng đã sớm bay theo cỏ may mắn rồi hoàng phủ ngạn tước nhìn cô trên môi câu lên một nụ cười đắc ý với sự hiểu biết của riêng mình về cô hắn thật không tin cô có thể nhịn được nhất định sẽ không kìm lòng được quả nhiên không đến vài giây cánh tay của hắn đã bị liên kiều bám chặt hoàng phủ ngạn tước em muốn học phóng đao cũng muốn cưỡi ngựa còn muốn đua xe càng muốn làm tay súng thần không được hoàng phủ ngạn tước cố ý cho mày cố hết sức nhịn cười nhà đầu này còn thật sự muốn một hơi thử hết mấy món này Tại sao không được chứ?" Liên Kiều mất hứng hỏi, trên mặt cũng có chút gấp gáp. "Anh nói rồi, trừ ra vợ anh, những người khác ai cũng không được." Hoàng phủ Ngạn Tước chậm chậm trả lời. "Vậy em tự đi tìm họ, ít ra thì em và cung quý dương cũng rất thân, thông qua anh ấy em cũng có thể học được mấy môn này." Liên Kiều chu môi, vẻ không cam lòng. Hoàng phủ Ngạn Tước cười ha hả, "Nếu em không ngại thì có thể thử xem, chẳng qua là anh cho rằng em đừng nên lãng phí sức lực làm gì." chuyện gì có thể đáp ứng, chuyện gì không thể đáp ứng, trong lòng người của tứ đai tài phiệt tự mình có sự phán đoán riêng. Liên Kiều sụ mặt xuống, lời hắn nói cũng rất có lý. Vậy, vậy làm sao bây giờ, người ta rất muốn học mà, cô xoắn xoắn tóc, vẻ mặt buồn bã. Dễ thôi mà, gả cho anh thì không phải là thành người của tứ đại tài phiệt rồi sao? Đơn giản vậy thôi, hắn mây trôi nước chảy nói ra nhưng đôi mắt đen thăm thẳm nhìn cô không chớp. Trời ạ, à, Hắn quả thật có chút khẩn trương. Đáng chết. Liên Kiều suy nghĩ một hồi, đôi ngươi màu tím không ngừng đảo qua đảo lại, sau đó mới hỏi, nếu như em gả cho anh, thật sự có thể học được những môn này sao? Đương nhiên. Anh bảo đảm, Hoàng Phủ Ngạn tước chém đinh chặt sắt nói. Em làm sao biết anh có giữ lời hay không, cô vẫn chưa tin lắm. Nếu như anh đã hứa với em, anh nhất định sẽ làm được, hơn nữa, mấy chuyện này cũng đâu phải chuyện khó khăn gì, hoàng phủ ngạn tước cười nhìn cô gái trước mặt vậy kết hôn cũng không phải là không được đôi mắt màu tím của liên kiều xẹt qua một tia giảo hoạt nhưng mà em cũng phải có gì đảm bảo mới được nửa câu đầu của cô khiến cho hoàng phủ ngạn tước vui như mở hội nhưng nửa câu sau khiến hắn khó hiểu vô cùng em muốn làm gì đơn giản thôi phi đau thì em sẽ từ từ học nhưng anh phải để em đi đến mã trường của lăng thiếu đường còn phải thăm đội đua xe của cung quý dương sau đó đi gặp Lãnh Thiên Dục học bắn súng một lần, đương nhiên, nếu như có thể nhìn thấy, có may mắn thì còn gì tốt bằng. Liên Kiều trong lòng không ngừng tính toán. Lời của cô khiến Hoàng Phủ Ngạn tức giật mình, sau đó bật cười lớn. "Nhà đầu, em đang trả giá với anh hả?" Tình huống thế này cũng là hắn lần đầu gặp phải, cũng chỉ có cô nhóc này mới nghĩ ra loại điều kiện này với cô, cô cũng quá đặc biệt đi, cũng rất thông minh lại dám đem đám cưới ra làm tiền đánh cược để thỏa mãn sự hứng thú của mình cũng chỉ có cô lại có thể làm vậy mà cũng chỉ có cô làm vậy lại không làm cho hắn chán ghét tóm lại đây là điều kiện của em bằng không em sẽ không tin nếu như anh không đồng ý em không thèm kết hôn đâu liên kiều ra tối hậu thư nói như vậy chỉ cần có thể thỏa mãn điều kiện này em lập tức đồng ý kết hôn hoàng phủ ngạn tước ngồi thẳng dậy nhìn cô cô gật đầu đúng vậy môi khẽ câu lên một nụ cười hoàn mỹ vậy được anh đồng ý với em sau khi đi mã lai về anh sẽ thay em sắp xếp không được ngày mai em muốn đi cưỡi ngựa liên kiều một mực bác bỏ nhà đầu ngày mai chúng ta phải đi thăm hỏi ông nội chẳng lẽ em quên rồi sao hoàng phủ ngạn tước hơi bối rối muốn kết hôn có khó khăn đến thế không hết cách rồi ngoại trừ lăng thiếu đường lãnh thiên dục thì đã kết hôn còn cung quý dương thì còn đang chiến tranh lạnh tin rằng hai người này cũng chẳng thấy giúp được gì cho mình. Cho dù lăng thiếu đường có kết hôn rồi nhưng tình huống của cậu ta và kỳ hình rất đặc thù so với tình huống của mình khác biệt rất xa, cho nên chắc cũng chẳng thấy giúp được hắn. Không muốn, em muốn đi cưỡi ngựa trước sau đó mới đi thăm ông nội. Liên Kiều vẫn chưa chịu thôi. Vậy sao được? Đi thăm ông nội là chuyện đã hẹn trước rồi. Chuyện này rất quan trọng, cũng là lễ nghi cơ bản. Hoàng phủ ngạn tước dỗ dành cô. Không được. Em muốn đi cưỡi ngựa, Liên Kiều lắc đầu, kiên trì ý kiến ban đầu. Nhà đầu, em phải nghe lời mới được, đi thăm ông nội rồi anh lập tức sắp xếp những chuyện này, có được không? Hoàng phủ ngạn tức bỗng dưng cảm thấy mình già thêm mấy chục tuổi, ở cùng với cô nhóc này, thật không thể không lo. Vậy anh đi một mình đi, em đi cưỡi ngựa, Liên Kiều nhượng bộ một bước, nói. Hoàng phủ ngạn tức thật muốn ném cô vào gốc cây. Nhà đầu em phải về cùng với anh chứ, hắn bắt đầu dùng chính sách cứng rắn. Hừm, không thèm, Liên Kiều cũng trở nên ương ngạnh, chống tay lên eo nói. Hoàng Phủ Ngạn tức thấy vậy, ngược lại còn cười nói, vậy được, tùy em thôi, tóm lại, ngày mai nếu em không đi thì anh sẽ đem mấy điều kiện đó dời lại vô thời hạn. Cái gì? Không được, anh rõ ràng là đồng ý với em rồi mà, Liên Kiều nghe vậy vội sốt ruột nói, mặt cũng sắp nhăn lại anh hứa với em thì nhất định sẽ làm được nhưng nếu như em đã có điều kiện vậy thì anh cũng nên có điều kiện mới tính là có qua có lại chứ hoàng phủ ngạn tước không gấp gáp gì nói điều kiện gì đơn giản lắm chính là như lúc nãy anh vừa nói ngày mai cùng anh đi mã lai thăm ông nội đó là sự nhượng bộ lớn nhất của anh nếu như em không đồng ý vậy thì đua xe phi đao cưỡi ngựa hay bắn súng gì gì đó toàn bộ đều dẹp hết hắn đứng dậy duỗi người cực kỳ trấn tĩnh mà kiên định liên kiều nghe vậy sững người em suy nghĩ cho thật kỹ đi hoàng phủ ngạn tước đưa tay dịu dàng vào đầu cô một cái cười ha hả bước đi liên kiều lúc này mới có phản nnz này hoàng phủ ngạn tước cô kêu lớn vội vàng đuổi theo hắn em đồng ý với anh chỉ là chậm vài ngày thôi mà cô tình nguyện đợi hoàng phủ ngạn tước xoay người lại nhìn cô cười nụ cười dịu dàng mang theo chút cố chấp lại mang theo một sự quyến luyến không nói thành lời dành cho cô hoàng hôn mặt trời dần hạ về tây trong tráng chiều từng phiến từng phiến mây đỏ trải khắp bầu trời chiếu lên những tấm kính của tòa nhà hùng vĩ khiến cho nó nhìn càng thêm lộng lẫy trong cung thị có chút náo loạn đương nhiên chỉ là phát sinh trong văn phòng tổng giám đốc nằm ở tầng cao nhất cung tiên sinh hoàng phủ tiên sinh đến rồi cung quý dương đang vùi đầu xử lý công vụ vừa ngẩng đầu lên đã không khó nhìn ra vẻ mặt kích động của cô thư ký vừa nghiêng đầu đã thấy bóng hoàng phủ ngạn tước xuất hiện ở cửa trong lòng chợt hiểu rõ chuyện gì hắn đưa tay vẫy ra hiệu cho cô thư ký rời đi cô thư ký luyến tiếc đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc sau đó cẩn thận đóng cửa phòng lại à người cùng công việc thế nào hôm nay lại rảnh rỗi đến tham quan cung thì vậy cậu từ đâu chạy đến đây tổng công ty sao nếu vậy thì tốc độ cũng nhanh quá đó. Cung Quý Dương đứng dậy, đi đến bàn, lấy bộ pha trà bày ra, nhưng mà cậu đến hôm nay cũng kể như đúng lúc đi, mình vừa nhận được một loại trà thượng hàng từ Trung Quốc gửi sang, không ngại thì thử một chút. Hoàng Phủ Ngạn Tước không hề khách khí, đi thẳng về phía sofa ngồi xuống, không nói một lời, chỉ nhìn hắn. Cung Quý Dương thành thục biểu diễn tài nghệ pha trà trước mặt hắn, lại chẳng gây cho hắn chút chú ý nào, chỉ cười cười nhìn trà này chỉ có thể pha bằng nước suối tốt nhất nước suối này là nước đầu nguồn chảy từ núi thánh sơn không chỉ ngọt mát vô cùng mà pha trà bằng nước này vào miệng thơm ngát dễ chịu vô cùng mùi thơm của trà dưới bàn tay thành thạo của cung quý dương dần dần lan tỏa khắp văn phòng lúc này hoàng phủ ngạn tước mới mở miệng bởi vì hắn biết nếu như mình không nói gì tên cung quý dương này sẽ lái câu chuyện đi rất xa quý dương cậu biết mình đời này hối hận nhất là gì không cung quý dương nghe hắn hỏi vậy Cố tình ra vẻ không hiểu hỏi Hả, cậu còn có chuyện hối hận sao? Nhìn không ra đó Thân hình cao lớn của Hoàng Phủ Ngạn tức nhiên về phía trước Nhìn hắn nghiến răng nghiến lời nói Mình đời này hối hận nhất chính là quen biết ba người các cậu Đáng chết thật Lăng thiếu đường mới vừa rồi còn bày trò chơi xỏ cả mình À, cung quý dương cố tình há hốc miệng tỏ vẻ ngạc nhiên Mình buồn thay cậu Cậu cũng chẳng phải tốt lành gì Hoàng Phủ Ngạn tức thấy hắn cười xấu xa, thật muốn một quyền đánh nát gương mặt tươi cười kia. Này, cậu đừng có quơ đổ cả nắm nha, mình lại không có bảo cái tên kia đi chơi xỏ cậu. Cung quý dương hai tay giơ lên trời, vẻ mặt vô tội. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, lăng thiếu đường cái tên đó không phải là cậu không hiểu hắn, chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, hắn chính là thích chơi xỏ người ta như vậy, chẳng lẽ cậu còn không quen sao? Cung quý dương, nếu như mình không nhớ lầm, trong bốn người bọn mình tên quỷ quái nhất là cậu mà, nếu nói về chơi xỏ, chắc không thiếu phần của cậu, cái tên kia trở thành như bây giờ đều là do cậu làm hư thôi, Hoàng Phủ Ngạn tước bắt đầu tính sổ với hắn. Này này này, có trời đất chứng giám, mình từ nhỏ vốn là một đứa bé ngoan, vừa thật thà lại đơn thuần như thiên sứ, đều là do các bạn làm tớ hư hỏng như bây giờ mà, cùng quý dương hưng trí bừng bừng muốn cùng hắn tính sổ. Cậu còn dám nói? Còn nhớ năm đó chúng ta 8 tuổi trốn đi bắt cá, kết quả là chẳng bắt được con cá nào, thiếu đường tức giận chạy đến khu nuôi cát gần đó bắt trộm gần 50 cân cá. Chuyện này cậu biết trước tiên vậy mà còn đi chơi xỏ người ta, nói nếu như không chia đóng cá đấy cho cậu cậu liền đi đến khu nuôi cá tố cáo hắn kết quả là 50 cân cá đó lại bị cậu chiếm đoạt hết 40 mấy cân, chỉ còn chừa lại một hai cân cho bọn mình. Đây còn không phải là bản lĩnh chơi xỏ của cậu sao? Hoàng Phủ Ngạn tước hớp một ngụm trà nói. Ai, ngạn tước, cậu nói vậy không đúng nha, người lúc đó đi trộm cá không phải là thiếu đường mà là mình, người bị chơi xỏ là mình mới đúng, cùng quý dương nhướng mày, lên tiếng đính chính lại. Hôm đó là thiên dục tận mắt chứng kiến cậu còn dám chối. Làm ơn đi, hôm đó thiên dục đã bị thiếu đường mua chuột có được không, cùng quý dương nhàn nhã nói. Được thôi, không nói chuyện cũ nữa, nói về liên kiều đi, cậu ăn no rửng mỡ, không có gì làm lại đi làm quân sư cho cô ấy, mình nói này, người anh em, người ngồi trước mặt cậu mới đúng là người bạn từ nhỏ đến lớn của cậu, vậy mà cậu lại đi tính kế với mình. Cậu còn có lương tâm không vậy? Hoàng Phủ Ngạn tước xua xua tay, nói đến chỗ này hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cung Quý Dương khoanh tay ngồi tựa vào sofa, cười rất, vô tội, ngạn tước, người ta là một cô bé ngây thơ, mình theo lý nên giúp người ta mới đúng mà, nhưng nói gì thì nói, người sai chính là cậu, đang yên đang lành sao tự dưng chạy đi giả làm mình làm gì đúng rồi nói tới đây mình mới nhớ còn chưa tính sổ với cậu chuyện xâm phạm quyền riêng tư đó nha cậu cho rằng mình thích mạo xưng là cậu lắm sao trong bốn người chỉ có cậu là lăng nhăng nhất chẳng lẽ còn muốn mình mạo danh thiên dục sao hoàng phủ ngạn tước đáp trả này cậu nói chuyện có chút trách nhiệm được không với lại mình là phong lưu không phải lăng nhăng nhưng mà sau khi gặp được tranh tranh lòng mình cũng chỉ còn mỗi cô ấy thôi, nhắc đến tử tranh, vẻ mặt cung quý dương liền lộ vẻ si mê. Cậu thật là, không biết xấu hổ, hoàng phủ ngạn tức hận không thể một đấm đánh nát nụ cười của hắn. Cung quý dương nhàn nhã nhấp một hớp trà, ồ, trà này thật thơm, chắc chỉ có mình mới pha ra được mùi vị độc nhất vô nhị này, ngạn tước không uống thì tiếc lắm đó. Cậu còn dám nói, mình bây giờ chỉ hận không thể đè cậu xuống đánh cho một trận đây. Hoàng Phủ Ngạn tước nghiến răng nghiến lợi. Người trẻ tuổi, quá xúc động không phải là chuyện tốt đâu. Cung Quý Dương đặt tách trà xuống, nhìn hắn, thực ra là mình đang giúp cậu mà, không biết ơn thì thôi. Nghe nói cậu sắp kết hôn rồi. Tin tức cũng nhanh nhạy quá nhỉ, Hoàng Phủ Ngạn tước nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắc hắc, mình cũng sắp kết hôn rồi, mặt Cung Quý Dương sáng rỡ. Chuyện cậu kết hôn với chuyện mình sắp nói có liên quan gì đến nhau đâu, Hoàng Phủ Ngạn tước nói từng chữ một. Cái tên đáng ghét này, không dám nói đến trọng điểm chứ gì. Mà đợi đã. Cùng Quý Dương, cậu nói cậu sắp kết hôn à, hắn lúc này mới phản ứng lại. Đương nhiên, mình cầu hôn với tranh tranh rồi, Cùng Quý Dương cười rất đắc ý, trong giọng nói cũng không giấu được sự hưng phấn. Cô ấy đồng ý rồi sao? Hoàng Phủ Ngạn tước có chút nghi ngờ, chắc là không phải đâu, theo như hắn biết, sầm tử tranh đối với hắn vẫn là một vẻ mặt không thèm để ý cung quý dương ngược lại vẫn cười rạng rỡ gấp cái gì ngày tháng sẽ từ từ qua cầu hôn cũng phải từ từ hoàng phủ ngạn tước triệt để bị hắn làm cho đơ rồi mình nói nha cung quý dương cậu cầu hôn thất bại còn dám nói với mình thật đúng là không biết cất mặt đi đâu này cậu nói vậy là không đúng nha có chiến thắng nào là dễ dàng đâu dù sao tranh tranh là của mình bất kể là đợi đến lúc nào mình cũng sẽ đợi đến lúc đó, cùng quý dương vẻ mặt tràn đầy tự tin. Đáng chết thật, chuyện này có liên quan gì đến mình đâu, nói về liên kiều đi, hoàng phủ ngạn tước ngắt lời hắn. Cậu đúng là không biết tốt xấu, mình là vì tốt cho cậu, để cậu khỏi phải đi đường vòng giờ còn dám trách mình. Bạn ngạn tước thân mến tuy rằng bên cạnh bạn có không ít phụ nữ nhưng đối với tình IEU, bạn vẫn phải học hỏi mình nhiều. Có thể nói là chỉ số thông minh của cậu cao bao nhiêu thì chỉ số tình yêu của cậu thấp bấy nhiêu, cùng quý dương nhìn hắn bắn ánh mắt của chú cứu thế. Cậu nói cái gì, Hoàng Phủ Ngạn Tước không biết từ lúc nào đã đặt tách trà xuống, tay mâm mê mấy tờ danh thiếp đặt ở gần khay trà, giọng không chút biểu tình nói. Hắc hắc, đừng kích động như thế chứ, mấy tờ danh thiếp đó có mạ vàng đấy, cùng quý dương nhìn thấy liền hiểu rõ ý hắn, vẻ mặt khẩn trương nói. Phải không, Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng cười, Cầm lên một tờ danh thiếp, vợ như cẩn thận xem xét, phải thì tốt, cậu biết không, như vậy càng thích hợp làm ám khí. Được rồi, được rồi, mình nói. Cung Quý Dương giơ tay đầu hàng, bên môi vẫn treo nụ cười tà mị, cậu thật là không có lương tâm, tuy bề ngoài là mình đang giúp Liên Kiều nhưng trên thực tế là suy nghĩ cho hạnh phúc nửa đời sau của cậu, nếu như không có mình, cậu làm sao suy nghĩ thông suốt mà kết hôn chứ? Thậm chí là bất chấp tất cả mà yêu Liên Kiều. Hoàng Phủ Ngạn tức nghe câu này, không khỏi sững người. Cậu nói gì chứ, qua một lúc lâu hắn mới phản ứng lại, ánh mắt có chút không tự nhiên. Yêu Liên Kiều Mình yêu cô ấy sao? Cung Quý Dương cũng thôi giỡn nữa, nhìn hắn, nói rành mạch từng chữ một, chẳng lẽ không phải sao? Nếu như cậu không yêu Liên Kiều, sao lại muốn kết hôn với cô ấy? Ánh mắt của cậu bây giờ không khác gì ánh mắt của lạnh thiên dục lúc đó. Mình với cậu ta có gì giống nhau chứ? Cậu ta yêu thượng quan tuyền cũng là rất bình thường mà, hoàng phủ ngạn tước chết cũng không chịu nhận. Câu này nói không đúng rồi, vậy cậu yêu liên kiều là không bình thường sao, cùng quý dương cười càng mờ ám. Cậu, mình chỉ cảm thấy nếu như mình và cô ấy đã có hôn ước từ trước, vậy thì cứ tiến hành thôi, đây là trách nhiệm của một người dàn ông thôi mà, hoàng phủ ngạn tước bị hắn hỏi đến không biết trả lời sao, đành viện đại một cái cớ. Cung quý dương cười ha hả, thật không đó không phải lúc trước cậu đặc biệt bài xích cuộc hôn nhân này sao mình mình hoàng phủ suy nghĩ một chút mình chỉ là từ sau khi ở cùng với liên kiều cảm thấy hai người rất hợp nhau chỉ đơn giản vậy thôi ờ à, cậu ấp úng kìa cung quý dương như vừa phát hiện ra một châu lục mới lập tức hô ta gọi nhỏ mình nói cậu khẩn trương cái gì chứ mình cũng đâu có bức cung cậu cái tên đáng chết kia có tin mình phi tấm danh thiếp này lên người cậu hay không Hoàng Phủ Ngạn tước thân quá hóa giận. Ok, ok, Cung Quý Dương vội lên tiếng xoa dịu hắn. Nếu nói như vậy, Liên Kiều đáng yêu như vậy, chẳng lẽ cậu chỉ xem cô ấy là em gái thôi sao? Em gái? Hoàng Phủ Ngạn tước thấp giọng tự hỏi, hình như không giống lắm. Chẳng lẽ mình thật sự yêu nha đầu kia sao? Hình như là thật. Cung Quý Dương kêu lên, này, vậy tại sao cậu ngăn cản Liên Kiều cùng người đàn ông khác ở bên nhau chứ? Nếu như cậu chỉ xem cô ấy là em gái Thì căn bản không có quyền can thiệp vào quyền tự do yêu đương của người ta Ai nói cô ấy yêu hắn chứ Hơn nữa cái tên kiều trị đó Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là một tên công tử bột Hắn làm sao thật lòng với Liên Kiều được chứ, Hoàng Phủ Ngạn tước cho mày. Chật chật, cậu đang nói người khác hay nói chính mình vậy? Đừng quên trước khi chúng ta ngồi lên vị trí này cũng bị người ngoài kêu là công tử bột đấy. Cung Quý Dương cười nói, hơn nữa sao cậu có thể khẳng định là người ta thật lòng hay không chứ nếu như liên kiều thích hắn cậu cũng phải chịu thôi ai nói mình không có cách gì hơn nữa liên kiều cũng không phải là thích hắn người cô ấy yêu là mình chứ không phải cái tên tiểu tử đó nếu như không phải như vậy cô ấy sao lại muốn kết hôn với mình chứ hoàng phủ ngạn tước nói câu này giọng điệu có chút kiêu ngạo ai cậu thật đúng là tên ngốc cung quý dương không khỏi than một câu còn dám nòi không yêu người ta. Hoàng Phủ Ngạn tức im lặng, xua tay nói, bỏ đi, đừng nói chuyện này nữa, hôm nay mình đến là có việc. Việc gì, cung quý dương tò mò nhìn hắn. Ồ, chính là muốn cậu tặng cho chiếc xe đua F1, Hoàng Phủ Ngạn tước mây trôi nước chảy nói. À, có hứng thú đau xe rồi sao, cung quý dương càng tò mò hơn. Không phải mình, là Liên Kiều, hắn dựa người vào sofa, nói thẳng. Cái gì? Cung quý dương thét lên một tiếng chói tai. Cậu gào cái gì chứ, hoàng phủ ngạn tước xoa màn nhĩ, gương mặt anh Tuấn cũng trao lại. Anh hai, dở trò gì đây? Cậu nói là, liên kiều muốn sao, cung quý dương ngẩng đầu nhìn thẳng vào người bạn hiền. Còn nói nhảm sao? Ngoại trừ cô ấy, còn ai nữa chứ, hoàng phủ ngạn tước ném cho cung quý dương một cái nhìn hàm ý, cậu thật ngốc. Nào hay, cung quý dương càng nghe càng không hiểu. Mình vẫn chưa hiểu ý của cậu, Liên Kiều cô ấy rốt cuộc là muốn đua xe hay là muốn một chiếc xe đua? Hoàng Phủ Ngạn tức lười nhát bắt tréo chân thả người trên ghế sofa, nhàn nhã nói, cô ấy muốn học đua xe, lại cũng muốn một chiếc xe đua. Mình trước giờ không biết Liên Kiều biết đua xe, Cung Quý Dương khen một câu, thì ra là cô nhóc này giấu nghề. Hoàng Phủ Ngạn tức cười cười, dội cho cung Quý Dương một gáo nước lạnh. Sai, cô ấy căn bản là không biết gì về đua xe. Hả? lại một tiếng thét lớn không thể tưởng vọt ra từ miệng cung quý dương lần này ngay cả đôi mắt vốn quyến rũ cũng trận to lên hoàng phủ ngạn tước nhún nhún vai cung quý dương trẩn trọng hỏi cậu chắc không phải là muốn mình dạy cô ấy đấy chứ nói đến đây giọng của hắn cũng phát run hoàng phủ ngạn tước không nói gì chỉ cười cười gật đầu anh hai à anh tha cho em đi tuy nói là mình là quân sư của liên kiều không sai nhưng cậu nên biết là liên kiều của cậu tinh nghịch đến đâu vì cô ấy muốn mình ra kế sách giúp cô ấy mà dùng rất nhiều cách uy hiếp lẫn đe dọa rồi, nếu như cô ấy học không tốt hoặc là chơi không vui, vậy không phải sẽ tìm cách bẻ xương mình sao? Cung Quý Dương cho tới bây giờ vẫn còn nhớ tình cảnh thảm thương sau mấy lần bị Liên Kiều bày kế trêu chọc, đây là cá tính trời sinh rồi, làm sao sửa được chứ? Này Cung Quý Dương, cậu nói như vậy là không đúng rồi. Cậu là một người đàn ông chân chính mà, lại có thể nói ra mấy lời như vậy? hoàng phủ ngạn tước rất hiếm khi thấy được vẻ sợ hãi của cung quý dương trong lòng không khỏi cười thầm mình chỉ là nói lời thật lòng mà thôi cung quý dương nhún vai vậy cậu dạy hay không đây hoàng phủ ngạn tước mân mê tờ danh thiếp mạ vàng trong tay cười quỷ dị nhìn cung quý dương thấy hành động này của hắn cung quý dương liền sụ mặt xuống dậy mình dậy còn không được sao vậy mới đêm một ung là anh em tốt chứ hoàng phủ ngạn tước cười ha hả đứng dậy bước đến trước mặt hắn, bàn tay to vỗ vỗ vai hắn. Cậu và Liên Kiều quả là xứng đôi, một người thì thích chỉnh người còn người kia thì thích uy hiếp người. Nhưng mà, nhà đầu Liên Kiều sao đột nhiên lại muốn chơi đua xe chứ? Cung Quý Dương hất bàn tay đẹp để kia xuống, trừng mắt nhìn hắn, chợt nhớ ra một điểm quan trọng liền hỏi. Hoàng Phủ Ngạn tước nghe hắn hỏi, trên gương mặt anh Tuấn chợt hiện ra một nét không tự nhiên, hắn cười khang một tiếng, chắc là do tò mò thôi, cậu cũng biết đó, cô ấy trước giờ vốn ham chơi. Cung quý dương ánh mắt sắc bén, một tia mất tự nhiên của hắn đương nhiên là thu hết vào trong mắt. Hy vọng đây không phải là câu nói thật lòng của cậu. Sắc mặt hoàng phủ ngạn tước có chút khó coi. Một ý cười quỷ quyệt xẹt qua mắt cung quý dương, hắn khoát tay lên vai hoàng phủ ngạn tước, vẻ mặt ám mùi hỏi, mình nói cậu này, ngạn tước, thật ra cậu không nói mình cũng biết, đây chắc là đo liên kiều uy hiếp cậu, đúng không? Nói đi, cô ấy lấy gì ra uy hiếp cậu? Không có, mình có gì để uy hiếp đâu, giọng nói Hoàng phủ Ngạn Tước càng mất tự nhiên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ không vui. Ánh mắt cậu nói ra hết rồi, nét cười trên mặt Cung Quý Dương càng đậm, bàn tay to dùng sức vỗ vỗ vai người bạn thân. Hoàng phủ Ngạn Tước hất tay hắn ra, hai người đàn ông làm như vậy thật kỳ quái. Đi đến ngồi xuống sofa, hắn thở dài một tiếng, đây là điều kiện kết hôn của Liên Kiều. Cái gì? Cung Quý Dương giống như vừa nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ, hắn trừng mắt nhìn bạn hiền. Có cái gì đáng ngạc nhiên thế, Hoàng Phủ Ngạn tước xua tay, con gái muốn kết hôn đề xuất điều kiện cũng là bình thường thôi mà. Cung Quý Dương không nói gì, ánh mắt đầy ý cười nhìn hắn, như đang đợi hắn nói tiếp nửa câu sau. Thôi được rồi, mình đầu hàng. Nhà đầu đó muốn như vậy, mình cũng không có cách nào. Hoàng Phủ Ngạn tước nhẹ thở dài một tiếng, cái tên Cung Quý Dương đáng đánh này, nhất định phải nhìn thấy mình khó xử thì mới vui hay sao chứ cung quý dương nhướng mày sao lại nhìn mình như thế không chỉ là cậu còn có thiếu đường và thiên dục hoàng phủ ngạn tước đem sự thật nói ra lần này cung quý dương triệt để bị đánh bại rồi cô ấy muốn gì đơn giản thôi cô ấy muốn học cưỡi ngựa với thiếu đường học bắn súng với thiên dục hoàng phủ ngạn tước từ tốn trả lời nếu như là đổi một người khác muốn học bọn mình sẽ suy nghĩ một chút Cung quý dương khoanh tay trước ngực nói nhưng chỉ nghe đến bản lĩnh chỉnh người của liên kiều thiếu đường và thiên dục sẽ không dám tiếp cận cô ấu đâu hoàng phủ ngạn tước sững người sau khi phản ứng lại hắn không nói gì thêm đứng lên nắm lấy cổ áo của cung quý dương nói vậy thì lạ nha chuyện liên quan đến liên kiều tại sao hai tên đó lại biết được hắc hắc cái này mình làm sao biết được chứ cung quý dương cười khang mấy tiếng vẻ mặt ngượng ngùng cậu hô cô sáu nờ dê biết mình thấy cậu chính là rõ ràng nhất Cậu chính lá cái loa phóng trắm Hoàng phủ ngạn tức tức đến suýt bóp cổ hắn Này 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 Đừng có nói khó nghe vậy được không Mình chỉ là vô tình nói lộ ra thôi Cùng quý dương thuộc người tránh lấy Ma trảo của hắn Thuận tiện lách người ra thật xa Hoàng phủ ngạn tước không đuổi theo Chỉ dựa người vào bạn làm việc của hắn Cười nói Làm người Nếu đã làm sai chuyện thì phải tìm cách bù đắp Cung đại tổng tài Cậu gây ra những phiền phức không đáng có cho mình nói sao thì cũng phải tìm cách chứ, phải không? Cung Quý Dương suy nghĩ một chút rồi nói, vậy đi, cùng lắm thì tự mình ra tay, làm cho Liên Kiều một chiếc xe đua đầy đủ chức năng, hơn nữa còn tự mình đến tặng cho cô ấy, thế nào? Hoàng Phủ Ngạn tức nghe vậy, lắc đầu ngoài ngoại đáp, mình nói rồi, cậu không chỉ phải tặng xe mà còn phải đích thân dạy cô ấy mới được. Người anh em, tha cho mình đi, Cung Quý Dương chỉ nghĩ thôi tóc đã dựng đứng lên. Rốt cuộc là cậu dậy hay không dậy, Hoàng Phủ Ngạn tước bắt đầu chuyển sang thủ đoạn cứng rắn, hắn phe phẩy tờ danh thiếp trong tay. Ép người là có tội đó, cung quý dương vừa thấy đã sợ. Cậu đâu phải là người, rõ ràng là thần tiên mà, Hoàng Phủ Ngạn tước bác bỏ ngay. Cách cầu xin người của cậu cũng quá khác người đi, đến thần tiên cũng bị ép. Lời của hắn còn chưa dứt, một tờ danh thiếp mạ vàng sáng loáng nhắm hướng hắn phóng thẳng tới, cung quý dương mắt lanh tai thính, vội vàng lách người trốn nhưng đã không kịp, tờ danh thiếp bay xẹt qua người hắn khiến cho chiếc áo sơ mi cao cấp bị cắt một đường. Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, cậu muốn giết người diệt khẩu phải không? Thật không vui chút nào, cung quý dương lớn tiếng kêu nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhã. Thân thủ càng lúc càng khá đó, Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng nở nụ cười mê người. Đương nhiên, gì thì không nói, tránh phi đao của cậu thì có dư, cung quý dương cười càng đắc ý. Được, vậy thử lại nhé hoàng phủ ngạn tước vừa nói vừa vẫy tay đừng đừng cung quý dương đưa tay ra ý định chiến mình phục cậu rồi vì một cô nhóc mà lại dám ra tay giết anh em ngay chỗ công cộng hoàng phủ ngạn tước nghe vậy cũng không ép buộc hắn nữa bước đến ngồi xuống sofa nhẹ thở dài hay bỏ đi mình cũng biết là cậu sợ liên kiều chẳng qua là hơi đáng tiếc cung quý dương nghe vậy trên mặt liền lộ vẻ hoài nghi chuyện gì đáng tiếc hoàng phủ ngạn tước thấy vẻ mặt của hắn như thế càng đắc ý cố ý làm cho hắn thắc thỏm cậu với mình đều là người làm ăn cũng nên biết phàm chuyện gì cũng nên hỗ trợ nhau mới tốt bây giờ không phải đề cao đôi bên cùng có lợi sao nếu như cậu giúp đỡ cho đám cưới của mình thì đương nhiên là mình sẽ cố hết sức thúc đẩy chuyện của cậu với tử tranh cậu thấy đêm một ung không cung quý dương nghe vậy càng khó hiểu ý cậu là sao ý mình rất đơn giản hoàng phủ ngạn tước dài giọng có chuyện chắc cậu còn chưa biết đó chính là tranh tranh của cậu với liên kiều bây giờ rất thân thiết với nhau trước khi mình đến đây hai cô đang tâm sự với nhau qua điện thoại một câu vừa thốt ra cung quý dương đã như mũi tên vọt đến bên cạnh hoàng phủ ngạn tước ngồi xuống vẻ mặt nịnh nọt nói cái đó cậu có biết họ nói gì với nhau không có nhắc đến cậu hay không thì mình không biết nhưng cậu cũng nên biết liên kiều cô nhóc đó miệng rất ngọt tranh tranh của cậu thích nha đầu đó còn hơn em gái ruột chẳng những là thích nói chuyện mà còn đem thẻ VIP của chuỗi cửa hàng lây trên toàn cầu cho cô ấy, lại còn tự mình đảm nhiệm thiết kế hình tượng và trang sức cho cô ấy, cho nên có thể nói là tranh tranh của cậu hoàn toàn bị nha đầu đó thu phục rồi. Hoàng Phủ Ngạn tước nói xong nhàn nhã hớp một ngụm trà, không có vẻ gì là gấp gáp, ngược lại cung quý dương nãy giờ nãy giờ một vẻ thờ ơ lại nóng như lửa đốt, từ sâu trên lòng mình, hắn rất hy vọng có thể hiểu được sầm tử tranh từ bất cứ góc độ nào. Cái đó, cái đó. Thực ra, ấn tượng của Liên Kiều đối với cậu rất tốt. Mình cũng lờ mờ nghe được cô ấy trong điện thoại có nhắc đến tên cậu, nhưng cụ thể thế nào thì mình không rõ. Nói sao thì, xấu hay tốt thì chỉ là một câu nói thôi. Cậu cũng không phải không biết Liên Kiều, cô ấy có thể dỗ ngọt cho người chết sống lại. Chỉ cần cậu làm cho cô ấy cao hứng, khẳng định Liên Kiều sẽ ở trước mặt sầm tử tranh nói không ít lời tốt giúp cậu. Hoàng Phủ Ngạn tước vốn không tin hắn không động tâm quả nhiên mắt cung quý dương lập tức sáng lên, không cần suy nghĩ gì, trực tiếp nhận lời, được, chuyện dạy liên kiều lái xe cứ giao cho mình. thật thú vị, hoàng phủ ngạn tước vỗ vai hắn, không hổ là anh em tốt của mình, vậy chuyện thuyết phục hai tên kia giao cho cậu luôn nhé. cung quý dương vừa nghe thế suýt nữa té ngồi trên đất, cậu, cậu nói cái gì? còn muốn mình làm công tác tư tưởng với hai tên kia? đúng vậy. Hoàng Phủ Ngạn tước nén cho hắn cái nhìn, cậu không có nghe lầm. Không phải chứ, cung quý dương bối rối. Đương nhiên, cậu phải làm nhiều việc thì Liên Kiều mới cảm kích cậu chứ, Hoàng Phủ Ngạn tước chỉ một chiêu đẩy hắn vào góc chết. Cung quý dương mặt mày nhăn nhó đưa tay mở máy chiếu, ngay lập tức cả bức tường trước mặt trở thành màn hình thật rộng, tín hiệu vừa phát chưa được bao lâu thì đã liên lạc được với Lăng Thiếu Đường và Lãnh Thiên Dục. Bên đầu bên kia màn hình, Lăng Thiếu Đường vừa ký xong một tập văn kiện, Hắn đẩy về phía thư ký sau đó nhìn hai người ở đầu bên này, cười cười, thật hiếm có, ngàn tước hôm nay lại thích ra khỏi cửa. Còn bên phía Lãnh Thiên Dục màn hình vẫn một màu đen kịt, do múi giờ chênh lệch, bên Lãnh Thiên Dục rõ ràng là rất trễ, chỉ thấy hắn ném áo vét lên sofa, gương mặt vẫn lạnh lùng như trước. Quý Dương, cậu đừng cho mình biết là cậu không biết lệch múi giờ, mình đã tan tầm lâu rồi. Ý trong câu nói chính là có chấm mau thả. Hắc hắc. Hai bạn hiền, các cậu có hứng thú làm sư phụ cho một cô nhóc ngây thơ dễ thương, trong sáng hồn nhiên thông minh lanh lợi hay không? Cung Quý Dương vừa nói vừa cười vô cùng, vô tội, còn Hoàng Phủ Ngạn tước nãy giờ vẫn đứng sau lưng hắn chưa nói tiếng nào cười càng, vô tội hơn. Là ý gì? Lăng Thiếu Đường ngược lại cảm thấy rất hứng thú, vội hỏi. Còn lãnh thiên dục thì châu mày không nói gì, chỉ yên lặng nghe ba người nói chuyện. Là như vậy, lúc này Hoàng Phủ Ngạn tước mới lên tiếng, Hắn nói thẳng, Liên Kiều, nhà đầu đó các cậu đều biết rồi chứ? Biết, đương nhiên là biết, chính là cô nhóc đã phá hỏng truy ảnh của cậu phải không? Cô ấy thật lợi hại, lại có thể nghĩ ra cách đó, Lăng Thiếu Đường cười xảo hoạt, nhà đầu này thật không đơn giản. Hoàng phủ Ngạn Tước hung hăng trừng mắt nhìn Cung Quý Dương, cái tên đáng chết này, tuyệt đối là Liên Kiều nói lại với hắn, sau đó hắn nhiều chuyện lại đem kể hết với hai tên kia. Ngạn Tước vừa nãy Quý Dương nhắc tới cô nhóc trong sáng hồn nhiên thông minh lanh lợi đó không phải là liên kiều chứ lúc này lãnh thiên dục mới mở miệng trong giọng nói lạnh lùng pha lẫn chút nghi hoặc hoàng phủ ngạn tước gật đầu không nhanh không chậm nói không sai người quý dương nhắc đến chính là liên kiều hả hiếm có dịp hoàng phủ thiếu gia chủ động nhắc đến một cô gái trước mặt bờ nờ di mình sao rồi bị nha đầu đó thu phục rồi sao lăng thiếu đường cười quỷ dị trong mắt toàn là vẻ trêu đùa thiếu đường Cậu hôm nay có phải là nói nhiều quá rồi không? Nụ cười của lăng thiếu đường khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy rất không thoải mái. Lãnh thiên dục nhàn nhã nói, Ngạn Tước, thực ra điều thiếu đường nói cũng chính là điều mình muốn hỏi. Hoàng Phủ Ngạn Tước hôm nay khiến bọn họ cảm thấy rất lạ. Lúc này cung quý dương mới hiếp mắt cười, nói, thực ra thì đơn giản lắm, hắn cầu hôn với Liên Kiều rồi. Cái gì, lăng thiếu đường giật bắn mình, suýt nữa thì té từ trên ghế xuống, còn lãnh thiên dục rõ ràng cũng rất sửng sốt. Cái này là hoàng phủ ngạn tước mà bọn họ quen hai mươi mấy năm sau. Còn hoàng phủ ngạn tước thấy mấy người bạn tốt có phản ứng như thế, gương mặt càng không tự nhiên. Ngạn tước, quý dương nói là thật hay giả vậy? Cậu cầu hôn với phụ nữ. Lăng thiếu đường quả thật muốn xác nhận một lần nữa. Hắn hình như không tin vào chính tay mình. Cái tên này có cầu hôn với Liên Kiều hay không không quan trọng, quan trọng là hắn muốn kết hôn sao? Nếu tin tức này mà truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây ra một trận phong ba trong giới truyền thông. Hoàng Phủ Ngạn tức nghe vậy, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh, hắn tức giận rống, cái tên này, cậu nói vậy là có ý gì? Mình đương nhiên là cầu hôn với phụ nữ rồi, chẳng lẽ muốn mình cầu hôn với cậu hay sao? Lăng thiếu đường hiếp mắt cười, hoan nghênh hoan nghênh, vì số tài sản của cậu, mình tình nguyện gả vào hoàng phủ. Ở một đầu bên kia, lãnh thiên dục không nghe nổi nữa, hắn lạnh lùng nói, các cậu thật buồn nôn. Còn bên khác, cung quý dương làm động tác nôn ói. Đây chính là tứ đại tài phiệt, người bên ngoài không biết chuyện lại tìm mọi cách xâm nhập vào để tìm hiểu, lại không biết bốn người này tụ tập lại nếu không có chuyện gì khác chỉ đùa dẫn nhau thế này thôi. Này, dẫn xong chưa, bàn việc chính đi nào, lãnh thiên dục ngoài miệng tuy lạnh lùng nhưng trong mắt chẳng có chút nóng vội nào. À, đúng, Tiếp tục bàn việc chính nào, chúng ta đừng làm chậm trễ thiên dục về nhà thân mật với thượng quan muội muội cùng quý dương vội nói. Cùng quý dương, cậu không sợ chết sao, lãnh thiên dục hung hăng trừng hắn. Này, mình có nói gì sai sao? Bây giờ trong lòng cậu chỉ có thượng quan muội muội thôi, không phải sao, cùng quý dương tức tối phản bác. Tuyền là người phụ nữ sẽ đi cùng mình suốt cuộc đời, đương nhiên tông lòng mình chỉ có mỗi cô ấy thôi, lãnh thiên dục nói thẳng thừng, dứt khoát như trước giờ. A à, à, à. Ba người cùng hít khí lạnh. Thay đổi rồi. Cái gì cũng thay đổi rồi. Được rồi, được rồi, liên quan đến thượng quan muội muội, chúng ta tạm thời gác lại, nói chuyện liên kiều trước. Hoàng phủ ngạn tước không chờ nổi nữa, nếu cứ tiếp tục nói nhăn nói cụi thế này, đến trời sáng cũng đừng mong nói xong chuyện. Ồ, đúng đúng, ngạn tước, cậu cầu hôn với liên kiều rồi, kết quả thế nào, lăng thiếu đường ông một bụng tò mò hỏi. Hoàng Phủ Ngạn tức thở dài một tiếng, đồng ý thì đồng ý rồi, nhưng còn có điều kiện. Điều kiện gì, Lăng Thiếu Đường vẫn chưa hết tò mò. Cô nhóc này quả thật khí phách không nhỏ nhỉ, gã vào nhà Hoàng Phủ còn muốn bàn điều kiện. Mình nói. Cung Quý Dương dành nói, điều kiện đơn giản thôi, chính là muốn một chiếc xe đua F1, một con ngựa mang dòng máu quý tộc, còn có. Một cây súng. Hoàng Phủ Ngạn tức nghe xong nhìn về phía Cung Quý Dương, trong mắt không khỏi léo lên một tia khen ngợi, thiên tài, thật đúng là thiên tài. Lăng thiếu đường và lãnh thiên dục nghe xong, trên mặt không có vẻ gì là ngạc nhiên. Điều kiện này dễ thôi mà. Lăng thiếu đường nói trước, xe đua thì quý dương có thể đưa rồi, còn ngựa thì để cô ấy đến mã trường của mình tùy ý chọn, còn về súng, cái này thiên dục giỏi nhất, hắn chắc có rất nhiều loại để chọn. Nhưng mà, Liên Kiều muốn chơi xe, chơi ngựa thì có thể hiểu được, còn chơi súng, chật chật, cái này chỉ có thượng quan mới có thể làm được thôi ngạn tước người cậu chọn quả thật không tầm thường mà hình như rất ham chơi vậy ở bên cái vị chuyên gia đầu tư như cậu có phải là cảm thấy rất buồn không cũng còn may là những thứ cô nhóc cần bọn mình đều có thể hỗ trợ lãnh thiên dục lần đầu tiên nói nhiều như vậy các cậu đồng ý rồi cung quý dương hưng phấn hỏi thuận tiện liếc hoàng phủ ngạn tước một cái cái này có gì khó đâu chứ ngạn tước là anh em tốt của bọn mình mà vì có thể giúp hắn thuận lơi cưới vợ sinh con, chúng ta nên giúp hết sức chứ, lãnh thiếu đường rất rộng rãi nói. Lãnh thiên dục nhìn lăng thiếu đường như nhìn một con quái vật, sau đó nói, mấy lời vừa rồi của cậu tốt nhất là ít nói thôi, nghe nổi da gà quá. Nhưng Hoàng Phủ Ngạn tức nghe hắn nói, gương mặt cũng không giấu được kích động, thiếu đường, cậu nói như vậy quả thật khiến mình cảm động đến rơi nước mắt, mình quả thật không quen lầm người. Nói đến đây hắn quay sang lãnh thiên dục, Thiên Dục, cậu có ý kiến gì không? Lãnh Thiên Dục nhún vai, tuy mình không giống lãnh thiếu đường nói ra mấy câu ấn lạnh đó, nhưng ý mình cũng giống như cậu ta, làm anh em làm sao có thể trơ mắt nhìn bạn hiền cô độc cả đời chứ? Tốt quá rồi, thiếu đường, Thiên Dục, còn có Quý Dương, mình có thể cưới được vợ hay không hoàn toàn nhờ vào ba người đấy, đợi mình từ Mã Lai trở về, Thiên Dục cậu phụ trách liên kiều bắn súng, còn thiếu đường phụ trách dạy cô ấy cưỡi người nhé. Quý Dương thì chơi đua xe với cô ấy là được rồi. Xong, phân công công việc xong xuôi, mọi người giải tán thôi, Hoàng Phủ Ngạn tước vui vẻ khu chân múa tay gấp gáp nói. Cái gì? Đợi chút. Ngoại trừ cung Quý Dương, Lăng Thiếu Đường và Lãnh Thiên Dục nghe xong sắc mặt chợt đổi, không hẹn mà cùng hét lên. Này, lại sao nữa? Vừa nãy không phải là nói rõ ràng rồi sao, Hoàng Phủ Ngạn tước biết tại sao còn cố hỏi. Mình đang nghi ngờ lỗ tai của mình, cậu vừa nói muốn mình dạy cho liên kiều cưỡi ngựa sao lăng thiếu đường chỉ tay vào mũi mình vẻ mặt khó tin hoàng phủ ngạn tước vẫn cười rất quyến rũ hắn gật đầu lăng thiếu đường bị đơ ngay tại chỗ ngạn tước cậu không phải cũng muốn liên kiều theo mình học bắn súng chứ lãnh thiên dục nghĩ đến chuyện đó đã toát mồ hôi lạnh cẩn trọng hỏi lại hắn bingo hoàng phủ ngạn tước cười càng rạng rỡ lãnh thiên dục cũng bị đơ luôn quý dương lăng thiếu đường một lúc lâu sau mới có phản ứng xoay sang cung quý dương hỏi cậu không phải là đồng ý với tên kia chứ cung quý dương nhún vai đương nhiên sao mình lại không đồng ý nhưng mình nhớ là cậu nói với mình nhà đầu liên kiều này cực kỳ nghịch ngợm mà còn là loại chỉ sợ thiên hạ không loạn không chỉ là công phu chỉnh người lợi hại mà ngay cả mấy mật mã tiên tiến cũng là chuyện nhỏ với cô ấy ai thiếu đường cậu nói nhiều như vậy không sợ mệt sao cái gì mà nghịch ngợm bày trò liên kiều là cô gái dễ thương ngoan ngoãn nhất trên đời này đấy cung quý dương không khó nhận ra ánh mắt sắc bén như hai thanh kiếm của hoàng phủ ngạn tước không ngừng quét qua mình vội vàng cười hề hề mấy tiếng ngắt lời lăng thiếu đường lại còn không ngừng nháy mắt ra hiệu với hắn chỉ tiếc là lăng thiếu đường không chút để ý đến ánh mắt ra hiệu của hắn rành mạch nói tiếp này quý dương cậu là đàn ông mà sao lại thay đổi nhanh thế cậu còn nói liên kiều hết sức quả quyết ngay cả ngạn tước cũng phải nhượng bộ mấy phần Đối với cô ấy hoàn toàn không có cách. Lăng Thiếu Đường mình thật muốn bóp cổ cậu cho chết luôn, cùng Quý Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này, cổ áo của hắn đã bị một bàn tay to bấu chặt, người đáng bị bóp cổ là cậu mới đúng. Cái tên đáng chết này rốt cuộc đã tiết lộ bao nhiêu chuyện của mình ra chứ? "Nào có nào có, cậu đừng có nghe Lăng Thiếu Đường nói nhảm, rất nhiều chuyện đều là cậu ta thêm dầu vào lửa thôi." Cùng Quý Dương cười hề hề. Lúc này Lãnh Thiên Dục mới mở miệng quý dương áo sơ mi của cậu bị sao thế kia nghe hắn nói câu này lăng thiếu đường mới nhìn kỹ lại đúng đó cùng quý dương cậu không phải là cố ý ăn mặc thế này trước mặt tử tranh muốn dùng khổ nhục kế để tìm cơ hội để tử tranh thiết kế quần áo cho cậu chứ cung quý dương hết sức ngượng ngùng lãnh thiên dục thì cười nhạt mình thấy áo sơ mi của cậu có dấu cắt hay quý dương cậu có bị ai uy hiếp không đó đúng đó quý dương Bằng không sao cậu nói những lời không thật lòng tế kia, chắc là bị người nào đó uy hiếp rồi, đừng sự cứ can đảm nói thật ra, mình và thiên dục sẽ đứng về phía cậu, lãnh thiên dục mang vẻ mặt, chỉ sợ thiên hạ không loạn, dững dưng nói. Cung quý dương toát mồ hôi lạnh, nếu không hiểu tâm lý, gây loạn của hai người này, hắn dĩ nhiên sẽ cảm động đến chết vì tình anh em, nhưng mà, hắn còn là gì? Lúc này hoàng phủ ngạn tước cười vỗ vai cung quý dương, giọng nói cực kỳ ôn hòa nhưng mang đầy đe dọa. Quý Dương à, cậu bị ai uy hiếp vậy? Cung Quý Dương cười khang mấy tiếng, hắn Diên nói uy hiếp. Nào có ai uy hiếp mình chứ? Không có, không có. Này, mình nói hai người cậu đấy, vừa nãy ai liên tục nói là cố hết sức giúp đỡ mình vậy? Thế nào bây giờ lại lặng lặng không nói tiếng nào, thật là quá đáng mà. Ngạn tước, mình quản muốn giúp cậu hoàn thành tâm nguyện, nhưng mà, cậu nghĩ thử xem, liên kiều ngay cả truy ảnh của cậu cũng có thể phá hỏng, cậu nói nếu như mình dạy cô ấy cưỡi ngựa, nói không chừng đến lúc đó cô ấy nổi tính nghịch ngợm, đốt cả trường đua của mình luôn thì sao, Lăng Thiếu Đường cẩn trọng nói. Làm gì mà khoa trương như vậy chứ? Liên Kiều cũng chẳng phải phần tử khủng bố, thiên dục, hoàng phủ ngạn tước chuyển ánh mắt về phía lãnh thiên dục. Cậu không phải tin mấy tin việc kia chứ? Lãnh thiên dục không nói gì, lần đầu tiên trong đời nuốt khang một ngụm nước bọt. Trời ơi, thiên dục, không phải cậu chứ, trước giờ chưa bao giờ thấy cậu như vậy. Hô hô! Cung Quý Dương cười to một tràng. Ngạn tước, lãnh thiên giúp trực tiếp nói với Hoàng Phủ Ngạn tước, dạy liên kiều bắn súng cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng nghe nói người phụ nữ của cậu rất nghịch ngợm, cậu cũng biết tuổi của cô ấy và tuổi của Tuyền tương đương nhau, lỡ như Tuyền bị cô ấy dạy hư, thậm chí là dụ dỗ đi mất thì biết làm sao. À, lãnh thiên dục, cậu nói chuyện thất làm người ta giao lòng nha, Liên Kiều của mình lại chẳng là tên buôn người, dẫn tuyền của câu làm gì, Hoàng Phủ Ngạn tước buộc miệng nói. Liên Kiều của mình. Ba người trăm miệng một lời nhắc lại câu nói của Hoàng Phủ Ngạn tước, giọng bỡn cợt, ánh mắt cũng đầy ám muội. Được rồi, cảnh cáo cho các cậu, lần này các cậu đồng ý cũng được, không đồng ý cũng phải đồng ý, nếu như vì các cậu mà làm trễ nải chuyện hôn nhân của mình, nửa đời sau của mình sẽ bám theo các cậu đấy, Hoàng Phủ Ngạn tước lại dở giọng bức bách nói. Hai. Lăng thiếu đường thở dài một tiếng, vậy được thôi, ai bảo mình là bạn tốt của các cậu làm gì, vậy đi, phí bảo đảm giảm cho cậu 20%. Cái gì, tiếng thết của Hoàng Phủ Ngạn tước suýt thối tung mái nhà, hù cung quý dương ở bên cạnh giật nảy mình. Ngạn tước, đừng có kích động như vậy chứ. Thiếu đường hắn chỉ đòi cậu phí bảo đảm thôi mà, cung quý dương cố nén tiếng cười, nhẹ giọng an ủi. Phí bảo đảm. Phí bảo đảm gì? thiếu đường cậu chơi xỏ quen rồi phải không mới hai hôm trước còn làm mình tốn không ít tiền bây giờ lại còn muốn phí bảo đảm gì chứ hoàng phủ ngạn tước kinh ngạc hỏi này ngạn tước cậu không thể tính gặp lại được không lần trước mình là người chỉ điểm cho cậu nếu như không phải là mình báo tin cho cậu cậu làm sao biết được liên kiều và cái tên tiểu tử kia đang ở bên nhau chứ lần này phí bảo đảm rất quan trọng nếu như cô ấy cao hứng đem thả hết ngựa của mình thì làm thế nào cho nên cậu nhất định phải có chút thành ý mới được, Lăng Thiếu Đường phân tích kỹ lưỡng. Sắc mặt của Hoàng phủ Ngạn tước xanh mét. Cung Quý Dương cũng tán đồng gật đầu, đúng vậy, mình cảm thấy Thiếu Đường nói rất có lý mà, theo cách nói của cậu ấy, thực ra mình cũng nên tính chút công lao mới được, nếu như không phải nhờ mình, cậu làm sao tìm được Liên Kiều nhanh như vậy, nói không chừng là đợi cậu đuổi tới sân bay, hai người bọn họ đã sớm bay đi mất rồi. Cậu về phê hắn vẻ mặt hoàng phủ ngạn tước có chút không nắm bắt được, trên môi hé ra nụ cười nhàn nhạt. Đương nhiên, cùng quý dương oanh liệt nói. Thật là bạn tốt, hoàng phủ ngạn tước nói một câu không đầu không đuôi, sau đó nhìn về phía lãnh thiên dục. Thiên dục, còn cậu, có yêu cầu gì không? Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lãnh thiên dục tựa hẳn thân hình cao lớn vào ghế, tháo cà vạt xuống, nói mình cũng cảm thấy ý kiến của thiếu đường không tệ, hắn chỉ là lo lắng cho mấy con ngựa của mình thôi mà, cái mình lo lắng là tuyền kia, vậy đi, phí bảo đảm của mình phải cao một chút, chỉ giảm được cho cậu 10% thôi. Hoàng Phủ Ngạn tước cười càng đáng sợ. Các cậu quả thật đúng là anh em tốt, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Đương nhiên, lăng thiếu đường cười rất sảng khoái. Dễ thôi, phí bảo đảm phải không? Yên tâm, mình nhất định sẽ đưa các cậu trực tiếp đòi quý dương là được rồi toàn bộ phí bảo đảm này hắn sẽ thay mình trả hoàng phủ ngạn tước vỗ vỗ lên vai vì cậu muốn lấy vợ thế nào trả hay không trả hoàng phủ ngạn tước nói thẳng cung quý dương nghe vậy vội vàng nhìn vào màn hình không chút do dự nói với lăng thiếu đường và lãnh thiên dục phí bảo đảm của các cậu toàn bộ do mình trả lãnh thiên dục và cung quý dương bốn mắt nhìn nhau qua một lúc lâu lăng thiếu đường mới mở miệng Quý Dương, cậu phải làm cho rõ, chuyện này là chuyện của ngạn Tước nha, có liên quan gì đến cậu đâu, cậu đừng quên, các khoản đầu tư tài chính của hắn rải rác khắp thế giới, không gõ đầu hắn thì gõ đầu ai. Cùng Quý Dương xua tay, không còn cách nào, ai bảo tranh tranh tốt với Liên Kiều như thế. Ô, Lãnh Thiên Dục và Lăng Thiếu Đường rốt cục đã hiểu. Hoàng phủ ngạn Tước ngược lại vẻ mặt rất ung dung, đúng rồi, Thiên Dục, Liên Kiều còn muốn xem có may mắn của tiểu Tuyền nữa đó nhớ nói với cô ấy một tiếng. Lãnh thiên dục giật mình, không phải chứ. Cậu nên làm quen dạng với tính tò mò của Liên Kiều đi, Hoàng Phủ Tiểu Ngưng nói. Vậy mình phải tăng phí bảo đảm lên. Lãnh thiên dục cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra, nấu như người phụ nữ của cậu trong lúc cao hứng phá hỏng mất, có may mắn, vậy tuyền nhất định sẽ điên mất, nói không chừng sẽ hủy hôn luôn thì làm sao. Không sao. Cậu muốn bao nhiêu phí bảo đảm cứ nói với Quý Dương, hắn bây giờ có tiền đang không có chỗ tiêu, có phải không? quý dương hoàng phủ ngạn trước cười hiền lành như thiên sứ mặt cung quý dương xanh đến không thể xanh hơn hắn miễn cưỡng gật đầu trong mắt không giấu được sự ai oán lăng thiếu đường cũng thấy vẻ mặt tội nghiệp của cung quý dương quý dương đứa nhỏ tội nghiệp này với hoàn cảnh của cậu mình chỉ có thể thể hiện đồng tình cung quý dương cắn răng hung hăng nhìn lăng thiếu đường cậu đừng có mèo khóc chuột nản A i i i, Quý Dương, cậu nói vậy là không đúng rồi, đây là học cậu mà, nhìn lại ba chúng mình xem, có ai chưa từng bị cậu bắt chẹt chứ? Lăng Thiếu Đường cười rất đắc ý. Nghe rõ chưa? Thiếu Đường sở dĩ trở thành như vậy toàn là học của cậu hết đấy, bắt chẹt người khác không phải là thế mạnh của cậu sao? Từ nhỏ đến lớn đều là như thế mà, bây giờ Thiếu Đường và Thiên Dục đều biết hết rồi, Hoàng phủ ngạn tước cố ý thoẻ dài một tiếng. Này ngạn tước Cậu nói chuyện có trách nhiệm một chút có được không? Mình so với cậu đơn thuần ngây thơ nhất rồi, cứ đem chuyện trôm có năm đó mà nói, rõ ràng là mình đi trộm, kết quả là bị thiếu đường bắt chẹt, cùng quý dương than thở. À y y y, quý dương, cậu nói gì? Trộm cá. Là nói chuyện năm chúng ta 8 tuổi đó hả? Lần đó chúng ta không bắt được con cá nào, mình đi trộm cá, lại bị cậu bắt chẹt mới đúng, lăng thiếu đường nhớ lại chuyện xưa, bắt đầu huyên thuyên. Được rồi, được rồi, thiên dục là người ngoại cuộc, để hắn nói thì biết ngay, hoàng phủ ngạn tước ngắt lời bọn họ. Lãnh thiên dục ngược lại rất hào hứng xem hai người tính nợ cũ, sau đó điềm đạm nói, mình không biết. Cái gì? Sao cậu lại không biết được chứ? Hoàng phủ ngạn tước không hiểu hỏi lại. Quên rồi, lãnh thiên dục lời nói quý như vàng, chỉ ném ra hai chữ. Quên rồi, lăng thiếu đường thét lên một tiếng, này thiên dục, Lúc đó Quý Dương bắt chết mình rõ ràng là cậu cũng có mặt ở đó. Làm ơn đi, cái gì gọi là bắt chẹt chứ? Rõ ràng là cậu ra tay với mình, bây giờ nghĩ lại mình còn đau lòng đây nè, cùng Quý Dương không tỏ ra yếu thế chút nào. Hoàng Phủ Ngạn tức thấy lãnh thiên dục đang xem náo nhiệt, hắn cũng lười vạch trần chân tướng, chỉ cười nói thiên dục, cậu không phải là giảm trí nhớ đó chứ, mình cũng có nghe cậu nhắc đến chuyện này mà. Phải không? Không nhớ rõ. Trên môi lãnh thiên dục câu lên một nụ cười như có như không, tiện tay châm một điếu xì gà, nhàn nhã hưởng thụ. Đã nói cậu năm đó lắc đầu là biểu thiếu đường mua chuột rồi, bây giờ cậu ta đổi tính rồi, không muốn nối giáo cho giặc nữa đấy mà, cùng quý dương cười càng quỷ di. Cùng quý dương, cái tên lường gạt này, rõ ràng năm đó là cậu dở trò trước, ngạn tước, cậu làm trọng tài đi, chúng ta nói cho rõ chuyện năm đó, lăng thiếu đường hạ chiến thư. Được rồi, được rồi, thiên dục năm đó cũng có mặt ở đó, lần này không thể mắt nhắm mắt mở được nữa. Hôm nay phải đem chuyện trọng cá năm đó làm cho rõ ràng mới được. Không làm rõ thì không cho đi. Cung Quý Dương cũng kích động, đứng dậy nói. Hoàng Phủ Ngạn Tước và Lãnh Thiên Dục ngược lại rất có kiên nhẫn, đứng ra làm trọng tài. Ở cung thị tài phiệt, ai nấy đều bận làm việc đến toát mồ hôi, nào có ai ngờ trong văn phòng tổng tài lớn kia đang chứng kiến bốn sếp lớn của tứ đại tài phiệt đang tranh cãi nhau đến sức đầu mẹ tráng vì một chuyện không đâu từ năm nào plato hỏi thầy mình là socrates cuộc sống là gì socrates bảo ông ấy đi vào một khu rừng trên đường đi thấy loại hoa nào đẹp nhất thì hái lấy mang về plato vâng lời đi vào rừng qua ba ngày mà vẫn chưa thấy ông về socrates liền đi vào rừng tìm sau cùng phát hiện ra plato đã cắm trại ở trong rừng Socrates hỏi hắn, con đã tìm thấy loài hoa đẹp nhất chưa? Plato chỉ vào đóa hoa bên cạnh nói, đây chính là loài hoa đẹp nhất. Socrates hỏi, vì sao con không hái nó mang về? Plato trả lời thầy mình, nếu như con hái nó xuống, nó sẽ héo đi rất nhanh, còn nếu như con không hái nó, nó sớm muộn gì cũng khô héo đi. Cho nên con ở bên cạnh nó lúc nó nở đẹp nhất. Đợi đến khi nó tàn rồi con lại đi tìm một bông hoa khác đây đã là bông hoa đẹp nhất thứ hai mà con tìm thấy. Lúc này Socrates mới cho học trò mình biết, con đã biết chân tướng của cuộc sống rồi đó. Cuộc sống chính là theo đuổi và tận hưởng từng thời khắc tốt đẹp nhất của sinh mệnh. Lankawi, hòn đảo thiên đường. Nơi ở của Hoàng Thất Mã Lai, cách thành phố Lankawi khoảng 30 km nằm cạnh biển Andaman, thuộc bang Kedah, sát biên giới Thái, Mã, bờ biển phía Tây còn có một vịnh biển hết sức yên tĩnh cảnh đẹp nên thơ vịnh bu rau. Từ trên cao em m qua cửa máy bay có thể nhìn thấy khung cảnh nên thơ bên dưới, trên một diện tích rộng lớn, tòa nhà sang trọng mang phong cách mã lai hiện ra trước mắt. Vương thất Nê Khơ là một gia tộc mang màu sắc thần bí nhất của Mã Lai, không chỉ đơn giản là vì người trong gia tộc có trực giác hơn hẳn người thường cùng với dáng đầu thuật mà ai nghe cũng khiếp sợ, càng quan trọng hơn là trong lịch sử, vương thất Nê Khơ đã có những đóng góp to lớn mà không ai phủ nhận được. Người có uy quyền nhất trong vương thất Nê Khơ là ông Lão Hoa Đô, cũng chính là ông nội của Liên Kiều. Ông tự xưng là ông Lão Hoa Đô, mà người bên ngoài cũng dùng danh xưng thân thiết này để gọi ông. Giống như gọi một vị thần trong tín ngưỡng của họ. Hai năm trước vương thất Nê Khơ mới từ thủ phủ của Mã Lai dời đến mảnh đất thiên đường Lan Ca -vi này, nguyên nhân là vì ông Lão Hoa Đô đã già rồi, đối với những chuyện thị phi trong vương thất đã sớm nhàm chán, ông bây giờ chỉ thích hưởng thụ cuộc sống an nhàn hưởng thụ một cuộc sống thật sự. Máy bay từ từ đáp xuống sân bay tư nhân đã được trải thảm đỏ, những người làm sớm đã sắp thành đội ngũ đón tiếp, trên mặt mỗi người đều là vẻ cung kính và nghiêm túc. Khi cánh cửa máy bay mở ra, cái đầu nhỏ của Liên Kiều đã không đợi được mà lộ ra nhìn sau đó là cả thân hình nhỏ nhắn. Cô Chiên Tiểu Thư, hoan nghênh Tiểu Thư về nhà. Người làm đứng thành hai hàng vừa thấy Liên Kiều nhảy xuống, liền đồng loạt cúi người chào. Ngoan nhà ngoan nhà, tôi bây giờ gọi là liên kiều nhớ kỹ đó liên kiều xua xua tay nói với những người làm người làm ai nấy đều nhìn nhau hiển nhiên họ không hiểu liên kiều nghĩa là gì ông nội khi liên kiều vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng người tóc bạc từ từ đi về phía mình lập tức vui mừng hô lên một tiếng vội vàng chạy đến ông nội con nhớ ông nhiều lắm tối qua nằm ngủ còn mơ thấy ông nữa đó cô vừa nói vừa bổ nhào vào lòng ông trên gương mặt nhỏ nhắn là vẻ nhớ nhung chân thành Thật là lớn như vậy rồi mà cứ như đứa bé vậy, con xem, ở trước mặt bố mẹ chồng và chồng tương lai mà nhõng nhẽo với ông như đứa bé vậy. Ông lão Hoa Đô lão nhân là một vị lão nhân rất hiền từ, tuy râu tóc đã pha sương nhưng thân thể vẫn rất khỏe mạnh, tinh thần sáng láng, không khó hình dung ra thời tuổi trẻ ông lợi hại đến thế nào, trên người mặc trang phục của vương thất Mã Lai, rõ ràng là ông rất xem trọng buổi gặp mặt hôm nay. Khi ông nhìn thấy cả nhà hoàng phủ từ trên phi cơ bước xuống, trên mặt hiện ra một nụ cười hiền hòa ông vỗ nhẹ vai liên kiều bước lên phía trước cười sang sảng gia tộc hoàng phủ hôm nay đến thăm thật là nhà tranh thêm sáng hoan nghênh hoan nghênh ông lão hoa đô nhiều năm không gặp ngài vẫn tin anh như xưa thực làm cho cháu khâm phục hoàng phủ ngự phong khiêm tốn tiếng đến bắt tay hoa đô lão nhân nào có nào có ta tuổi đã gần trăm chỉ có cháu là vẫn phong độ như xưa ông lão hoa đô cười ha hả đây là vợ cháu triển sơ dung lúc ngài đến, hoàng phủ của chúng cháu, vợ cháu đúng lúc không có ở đấy, hoàng phủ Ngự Phong cười nói: "Ngài Hoa Đô, chào ngài, cháu vẫn thường nghe Ngự Phong nhắc về ngài, hôm nay được gặp quả là vinh hạnh." Triển Sở Dung đỉnh đạt nói. "Tốt tốt, không hổ là thiên kim của Triển thị, quả thật có phong thái danh môn." Ông lão Hoa Đô gật đầu cười. Hoàng phủ Ngự Phong chỉ tay về hoàng phủ Ngạn Tước đang đứng bên cạnh. "Đây là con trai cháu, hoàng phủ Ngạn Tước" Hoàng phủ Ngạn Tước bước lên, từ tốn mà đường hoàng, cúi người chào, gọi ngài là ông lão Hoa Đô thì quá xa lạ, ông nội, chào ông. Một câu nói, trực tiếp thuyết minh quan hệ giữa hắn với Liên Kiều. Ông lão Hoa Đô sững người nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, gương mặt anh tuấn, tư thế đỉnh đạt, trong ánh mắt tràn đầy trí tuệ và trầm tĩnh, không khỏi lên tiếng tán thưởng, Ngự Phong à, đây, đây là con trai cháu, Hoàng phủ Ngạn Tước. Hoàng phủ Ngự Phong cười đáp lời, đúng vậy. Đây chính là con trai trưởng của cháu. Hoàng phủ Ngạn Tước cũng nhìn về ông lão Hoa Đô, trên môi vẫn là nụ cười tao nhã lộ ra khí chất hơn người. Tốt lắm, tốt lắm, thật là rồng trong loài người. Trong mắt ông lão Hoa Đô tràn đầy vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, Tước Nhi, đây là Tước Nhi sao? Không ngờ Tước Nhi hôm nay đứng trước mặt ta lại xuất sắc như vậy, tuổi còn trẻ đã là người thừa kế của tài phiệt, tốt lắm, tốt lắm. Trong giọng nói của ông có chút vui mừng lại có chút an ủi. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe câu nói của ông lão Hoa Đô, thân hình hơi ruông, tước nhi. Cách gọi này đã lâu lắm không được nghe rồi. Hoa Đô lão nhân nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, trong mắt tràn đầy triệu mến, nhất thời cứ nắm tay hắn không buông. Đi, ở đây gió lớn lắm, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Ông vừa nói vừa nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, tước nhi, đi gần ông nội một chút, để ông nhìn con cho kỹ. Tuy trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút hồ nghi nhưng vẫn nở nụ cười tao nhã chủ động tiến lên dìu hoa đô lão nhân. Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, đây là ông nội của em, em muốn dìu ông nội. Liên Kiều thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước đi sát bên cạnh ông nội, trong lòng liền không vui giống như đứa bé vừa bị người ta đoạt đi món đồ chơi. Hừm, Liên Kiều chu môi liếc nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, tức tối đi vượt lên trước. Xem đứa cháu này của ta, đều là do ta chiều hư nó rồi, đợi nó gả vào nhà Hoàng Phủ, vẫn phải nhờ cháu trai và cháu dâu bao dung cho nó mới được, Ông lão Hoa Đô nhìn Hoàng Phủ Ngự Phong và Triển Sơ Dung nói. Ngài Hoa Đô, Liên Kiều đứa bé này ngây thơ đơn thuần lại thông minh lanh lợi, ngài yên tâm, con và Hoàng Phủ đều rất thích con bé, Triển Sơ Dung cười nói. Ông lão Hoa Đô rất hài lòng, gật đầu, sau đó quay sang Hoàng Phủ Ngạn Tước nói, Tước Nhi, đứa cháu nghịch ngợm này của ta từ hôm nay giao lại cho con, nó tuy là có chút nghịch ngợm nhưng lòng dạ rất tốt, con nhất định phải bảo vệ nó thật tốt mới được. Ông nội, xin ông yên tâm, Liên Kiều là vợ của con, con nhất định sẽ dùng thời gian cả đời bảo vệ và chăm sóc cô ấy. Trên gương mặt anh Tuấn Tuyệt Luân của Hoàng Phủ Ngạn Tước có thể dễ dàng nhận ra sự chân thành và nghiêm túc. Tốt lắm, ta quả là không có nhìn sai người, khi ông nội con đưa ảnh của con cho ta xem, ta đã biết ngày sau của con nhất định không đơn giản, quả đúng là như thế, ông lão hoa đô triều mến nói. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười, ông nội, người quá khen rồi, thì ra người có nhìn ảnh của con lúc nhỏ thì ra là như vậy nghĩ lại lúc mình sinh ra liền là niềm kiêu hãnh của cả nhà mà hoa đô lão nhân và ông nội là bạn thân nhiều năm lúc đó mình đương nhiên là trở thành đề tài nói chuyện của hai người già rồi hoa đô lão nhân từ lúc gặp mặt vẫn luôn gọi mình là tước nhi chắc là gọi theo ông nội rồi đây chắc cũng là cách ông lão hoa đô thể hiện sự tưởng niệm đối với người bạn thân sớm đã qua đời đương nhiên là xem rồi lúc đó tuy rằng không có gặp con ngoài đời thực nhưng vừa nhìn bức hình ta đã biết đứa bé như con sau này sẽ làm nên chuyện lớn trên mặt tràn đầy vẻ anh khí và kiên định giống hệt như ông nội và cha con chỉ đáng tiếc ông nội con ra đi quá sớm bằng không thấy đứa cháu này bây giờ ưu tú như vậy nhất định sẽ nói đến đây giọng của ông lão hoa đô có chút nghẹn ngào trong mắt cũng lấp lánh ánh lệ tình cảnh này đúng là cảnh cũ còn đây người đi mất hoàng phủ ngạn tước vừa định mở lời thì đã nghe từ không xa truyền lại một tràng tiếng kêu kinh ngạc cu chiên cu chiên là em sao trời ơi sau đó lại nghe tiếng reo mừng của liên kiều à anh đang tư trên bãi cỏ cách đó không xa hai người thân thiết ông lấy nhau màn thân mật này lọt hết vào mắt hoàng phủ ngạn tước hắn châu mày lộ vẻ không vui còn hoàng phủ ngự phong và triển sở dung ai nấy nhìn nhau kha kha là anh họ của cu chiên từ nhỏ đến lớn là nó thương yêu con bé nhất, cũng may là còn có đang tư đứa bé này, bằng không tuổi thơ của cu chiên cũng rất cô độc. Yên tâm đi. Ông lão hoa đô như nhìn thấu vẻ không vui trong mắt hoàng phủ ngạn tước, ông đưa tay vỗ vỗ tay hắn, đầy thâm ý nói. Anh đang tư, anh không nhớ em sao? Sao không đến Hồng Kông thăm người ta? Trong phòng khách lớn, Liên Kiều không chút cố kỵ ngồi sát bên cạnh đang tư, nhõng nhẽo nói đan tư cũng có thể coi như một người đàn ông đẹp trai mặt mũi thanh tú dáng người cao ráo duy chỉ có thiếu đi một chút anh khí hắn cười cười ai nói là anh không nhớ em từ sau khi em đi anh gần như đêm nào cũng mơ thấy em thật sao liên kiều không tin đương nhiên là thật rồi đan tư vội vàng lên tiếng lời nói của hai người lọt vài tai của hoàng phủ ngạn tước vô cùng chói tai người đàn ông này Ánh mắt nhìn về phía Liên Kiều hoàn toàn không giống với ánh mắt của một người anh trai nhìn em gái mình, là đàn ông, Hoàng phủ ngạn tức hiểu ánh mắt ấy hàm chứa điều gì. Hắn nghe nói ở đất nước này anh em họ cũng có thể kết hôn, ở xã hội Trung Quốc cũ cũng không phải chủ trương cho thân càng thêm thân sao? Khi bàn tay không ý thức nắm chặt lại thì bên tai đã nghe tiếng cười sang sảng của ông lão Hoa Đô. "Đan Tư, tới chào hỏi khách quý của gia tộc Hoàng phủ đi con." Đan Tư cực kỳ nghe lời, bước lên nhìn hoàng phủ ngự phong và triển sở dung nhẹ nghiêng người cung kính nói hoàng phủ tiên sinh hoàng phủ phu nhân chào các vị nguyện chuyến đi mã lai lần này của hai vị sẽ được trời cao chúc phúc tốt tốt hoàng phủ ngự phong tươi cười gật đầu triển sở dung định thần nhìn kỹ người đàn ông trước mặt lại liếc mắt về phía con trai cố ý nói ồ thì ra con là đan tư nếu như luận về thứ tự ta nên gọi con là hoàng tử đan tư đúng không quả nhiên là nhân tài đang tư nghe xong, sự kiêu ngạo trong lòng cũng theo đó dâng lên, hắn cười cười, hoàng phủ phu nhân ngài quá lớn rồi. Lúc này ông lão hoa đô mới uy nghiêm nói, người bên cạnh ta là tổng tài đương nhiệm của hoàng phủ tài phiệt, hoàng phủ ngạn tước tiên sinh, là con trai trưởng của gia tộc hoàng phủ và cũng là vị hôn phu của Liên Kiều. Đang tư nghe xong, trên mặt lộ vẻ không được tự nhiên, sau đó hắn tiến lên, hoàng phủ tiên sinh, xin chào. Hoàng phủ ngạn tước cũng mỉm cười gật đầu chào, ánh mắt sắc bén không ngừng đánh giá hắn nhân tài cẩu tài thì có Hưng minh anh đáng yêu nhỉ chỉ giỏi mắng người tuy nhiên với kinh nghiệm bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường cộng với bản tính điềm tĩnh vốn có hắn hoàn toàn không lộ ra biểu tình gì trên mặt cực kỳ điềm đạm nói thì ra là anh trai của cu chinh xin thứ lỗi cho tôi trước giờ chưa nghe cu chinh nhắc đến hôm nay gặp ở đây thật là vinh hạnh sau này khi tôi và cu chinh kết hôn Xin mời có dịp đến Hoàng Phủ làm khách một chuyến Đang tư cười càng không được tự nhiên Lúc này hắn cũng ngầm đánh giá Hoàng Phủ ngạn tước Trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia bất an Người đàn ông này chỉ yên lặng ngồi ở đó thôi Nhưng mỗi cửa động đều mang một khí chất đặc biệt cùng sự cương nghị Mà người thường không thể sánh kịp mà trong ánh mắt cũng tràn đầy trí tuệ Và điềm tĩnh khiến người ta không dám xem thường Chẳng lẽ ông lão Hoa Đô thật sự muốn đem cu chiên gã cho người đàn ông này ngay lúc hai người đàn ông đang âm thầm đánh giá nhau đã thấy liên kiều chạy lên kéo đang tư trở về chỗ ngồi cố ý nói bên tai hắn anh ngàn vạn lần đừng có nghe anh ta nói đợi lúc anh thật sự tới hoàng phủ rồi anh ta nhất định sẽ đuổi anh đi anh ta nhỏ mọn lắm cu chiên ông lão hoa đô nghe liên kiều nói vậy có chút ngượng ngùng nhìn cả nhà hoàng phu tức giận nói không được vô lễ liên kiều chu môi vẻ mặt ủy khuất ngay cả đôi mắt màu tím cũng trở nên ảm đạm rõ ràng là rất không tình nguyện. Hoàng Phủ Ngạn tức thấy vậy, cười thầm nói, ông nội, người đừng nên tức giận, Liên Kiều tuy nghịch ngợm nhưng con rất thích. Một câu nói, nhã nhặn mà không mất phong độ, chủ động xuất kích, trực tiếp đánh tan vẻ thắng lợi trên mặt đan tư. Con xem, cu chiên, con có thể gả cho người chồng ưu tú như vậy, thật là may mắn của con, sau khi vào nhà Hoàng Phủ con nhất định phải ngoan, đừng để cho Hoàng Thất Mã Lai chúng ta mất mặt đấy, Hoa Đô lão nhân thở dài một tiếng, trong lòng lại nằm khen ngợi đứa cháu rể không thôi. Ông nội Liên Kiều kháng nghị, vẻ mặt bất mãn. Hừm, dám ở trước mặt ông nội ra vẻ này nọ. Ngài Hoa Đô, ngài suy nghĩ nhiều rồi, Liên Kiều rất được lòng mọi người, chúng con thương con bé còn không hết, hoàng phủ nữ phong cười nói. Hay, thật là làm cho mọi người chê cười rồi, đứa cháu này của ta thật quá nghịch ngợm rồi. Ông lão Hoa Đô ngại ngùng nói thở dài một tiếng lại nói tiếp, nhưng mà đứa bé này thật sự khiến người ta yêu mến vô cùng. À, mà con sao tự dưng lại đổi tên thành Liên Kiều? Ông nội, người ta học trung y mà, dĩ nhiên là chọn tên Liên Kiều rồi, Liên Kiều nũng. Niệu nói, vậy sao con không chọn tên là Hoàng Liên luôn đi, ở Mã Lai người càng dễ biết con học trung y, ông lão hoa đồ trách cứ. Người ta mới không chọn tên Hoàng Liên, Hoàng Liên đắng lắm ăn nhiều có thế bị câm luôn, không thèm hô hô câu nói của liên kiều khiến cả nhà cùng bật cười nhà đầu qua đây hoàng phủ ngạn tước không chút cố kỵ cười khác vẫy tay về phía cô giọng điệu hệt như một người chồng nói với vợ mình đang tư sững người ở nước hắn rất hiếm có người đàn ông nào cường hãn như thế liên kiều cũng không để ý ánh mắt của đang tư lẩm bẩm nói không thèm vậy không có xe đua chơi đâu đấy hoàng phủ ngạn tước điềm đạm nói Nghe vậy Liên Kiều vội nhảy lên, "Này, Hoàng phủ Ngạn Tước, anh không được nuốt lời đó." "Anh không có, nếu như em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ thỏa mãn hết những ước muốn của em." Hoàng phủ Ngạn Tước tự nhiên nói. Liên Kiều không nói thêm, chạy đến bên cạnh hắn ngoan ngoãn ngồi xuống, để mặc cho cánh tay mạnh mẽ của hắn giữ chặt nơi eo mình. "Hô hô, ông lão Hoa Đô thấy một màn này, hết sức vui mừng, thật là võ quyết dày có móng tay nhọn." nha đầu nghịch ngợm này nhất định phải có tước nhi mới chế phục được ông nội nói phải đó liên kiều quả thật có lúc rất nghịch ngợm giống như một đứa trẻ vậy rất ham chơi hoàng phủ ngạn tước thân thiết nhìn cô trong mắt tràn đầy tình ý tim liên kiều hốt nhiên đông một tiếng đập loạn lên ai ham chơi chứ cô yếu ớt phản kháng đôi mắt tím nhìn hắn chăm chăm giống như bị hắn thôi miên chính là nha đầu em đó ngoài em ra còn có ai chứ Hoàng phủ ngạn tước sủng nịnh vuốt mũi cô, sau đó vỗ vỗ sau óc cô, thập phần triều mến. Một màn này khiến ông lão hoa đô, hoàng phủ ngự phong và triến sơ dung vui đến nở hoa, nhưng lọc vào mắt đang tư lại vô cùng chói mắt. Bầu không khí chợt trở nên có chút quỷ dị, người hạnh phúc cảm thấy hạnh phúc còn người khó xử cảm thấy càng khó xử. Đúng rồi, mãi vui suýt nữa thì quên mất. Lúc này hoàng phủ ngạn tước mới cất lời, Biết ngài hoa đô trước giờ vẫn lưu luyến mùi thơm của trà hồng bào ở núi Vũ Di Hôm nay cháu đặc biệt mang đến danh trà từ bán sơn nhai của cửu Long Khoa Hy vọng có thể giúp ngài bớt nổi nhớ nhung Vừa nói Hoàng Phủ Ngự Phong vừa ra hiệu cho vệ sĩ lấy ra một hộp lễ vật tinh xảo Cùng kính đưa đến trước mặt hoa đô lão nhân Cháu thật có lòng, còn nhớ sở thích của lão già này, thật tốt Trong mắt hoa đô lão nhân tràn đầy ý cười Ông vừa nhẹ mở hộp lễ vật, mùi thơm đã tràn vào mũi quả nhiên là trà ngon nghe đồn hồng bào trên thế giới chỉ còn lại ba cây thật là đáng tiếc hoàng phủ ngạn tước lên tiếng ông nội nói vậy là không đúng rồi vốn là vật quý là vì hiếm cho nên như vậy người ta mới càng trân trọng nói hay lắm rất tốt rất tốt ngự phong ông lão hoa đô chuyển ánh mắt về phía hoàng phủ ngự phong nói từ lúc ta gặp được tước nhi liền thích nghe nó nói chuyện nếu như không phải ngày cưới của chúng nó gần kề Ta nhất định phải lưu tước nhi ở đây mấy ngày, thật không nỡ để nó đi nhanh như vậy. Người yên tâm, con sẽ sắp xếp thời gian, sau khi kết hôn xong, chúng con sẽ thường xuyên về đây thăm người, Hoàng phủ ngạn tước nhẹ giọng nói. Được, được. Ông lão Hoa Đô lộ vẻ mặt được an ủi, sau đó quay về phía quản gia, mau đem trà này pha đem lên. Dạ, quản gia cung kính tiếp lấy hộp trà, vội vàng đi chuẩn bị. Rất nhanh. Một bộ dụng cụ pha trà đã được bày ra trước mặt mọi người, người làm thành thục pha trà, không lâu sau một mùi hương thơm ngát đã lan tỏa khắp trong không khí. Sau khi thưởng thức một ngụm trà, ông lão hoa đô lưu luyến nhấm nháp hương vị thanh mát của loại trà nổi tiếng, sau đó thở dài một tiếng, ngự phong, cha con trước giờ cũng rất thích trà đạo, càng thích sưu tầm các loại danh trà, Trung Quốc là đất nước của trà, mà loại trà này cũng là loại trà mà cha con thích uống nhất cũng là với sự dẫn dắt của cha con mà ta cũng bắt đầu yêu thích mùi hương thanh mát này, nghĩ lại năm đó, ta và cha con có thể nói là hận gặp nhau quá muộn, không có chuyện gì là không nói được với nhau, lại còn định hôn ước cho hai đứa cháu, không ngờ hắn còn chưa kịp thấy Tước nhi cưới vợ sinh con. Vừa nhắc đến ông nội của hoàng phủ Ngạn Tước, giọng nói của ông lão Hoa Đô có chút nghẹn ngào, trong mắt cũng có ánh lệ, có thể tưởng tượng năm đó giao tình của hai người sâu đậm đến đâu. Bầu không khí có chút thương cảm Đang lúc Hoàng Phủ Ngự Phong định lên tiếng an ủi hoa đô lão nhân lại nghe có tiếng khóc truyền đến a i i là Liên Kiều, cô đang khóc Sao vậy, nha đầu Tự dưng sao lại khóc, Hoàng Phủ Ngạn tức giật mình Vội vàng ông lấy vai cô hỏi Còn ông lão hoa đô và những người khác cũng trợn mắt nhìn Liên Kiều Liên Kiều thúc thích nói, người ta cảm động mà Hoàng Phủ Ngạn tức nghe cô nói như rơi vào sương mù cảm động cảm động cái gì tình bạn của ông nội em với ông nội hoàng phủ đó nghe ông nói em cũng muốn gặp ông nội hoàng phủ ông nhất định cũng sẽ giống như ông nội yêu thương em liên kiều càng nghĩ càng cảm động từng giọt từng giọt nước mắt tí tách rơi làm cho hoàng phủ ngạn tước nhìn thấy mà đau lòng được rồi được rồi nhà đầu đừng khóc nữa ông nội anh tuy không còn nữa nhưng em còn bố mẹ chồng tương lai họ cũng yêu thương em như ông nội hắn nhẹ giọng an ủi vậy còn anh Liên Kiều ngước đôi mắt đẫm lên nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước. Tim Hoàng Phủ Ngạn Tước mềm nhũng, hắn nở nụ cười, nhà đầu ngốc, em sắp làm vợ của anh rồi, làm chồng đương nhiên là sẽ yêu thương vợ rồi. Liên Kiều lúc ấy mới vui trở lại. Thấy vậy trên mặt ông lão hoa đô hiện lên nét cười triều mến, nhà đầu này, lớn rồi mà tính vẫn còn trẻ con thế. Lúc này Hoàng Phủ Ngự Phong mới lên tiếng, lão hoa đô, nếu như hai đứa trẻ đã có ý với nhau hay là chúng ta nhanh chóng định ngày kết hôn cho chúng, còn đây là xính lễ đính hôn của nhà hoàng phủ. Ngạn tước trước nay làm việc rất chu đáo, đây đều là những xính lễ dành cho đám cưới mà ngạn tước đích thân chuẩn bị. Nói xong liền vỗ tay ra hiệu, vệ sĩ liền dân xính là đến trước mặt ông lão Hoa Đô. Cái này, ông lão Hoa Đô nhìn xính lễ trước mặt có chút không hiểu, cháu à, con sao phải làm thế, ta và cha con là bạn thân nhiều năm, chuyện hôn ước cũng sớm đã quyết định, ta nhận phần sính lễ này không thích hợp cho lắm, ta không thể nhận. Ông nội, Hoàng Phủ Ngạn tức mỉm có nói, người cũng biết ông cố con là Hoa Kiều, trước giờ vẫn luôn duy trì truyền thống của người Hoa từ đời này sang đời khác. Đám cưới là chuyện lớn mà chuẩn bị xính lễ đương nhiên là một trong số những truyền thống tốt đẹp Con tin rằng nếu ông nội còn sống, ông cũng sẽ dặn dò con làm như thế Cho nên, phần xính lễ này xin ông nhận cho ông lão hoa đô nghe vậy cũng cảm thấy hắn nói có lý mới gật đầu vậy cũng được nếu như ta còn từ chối nữa là không tôn trọng văn hóa của người trung quốc rồi được vậy ta nhận nhưng ta có một điều kiện xin người nói hoàng phủ ngạn tước hỏi điều kiện của ta rất đơn giản đó là hy vọng hai con có thể mau chóng kết hôn không biết bên gia đình đã chọn được ngày chưa ông lão hoa đô nói hoàng phủ ngạn tước cười nói xin người yên tâm hôn lễ đã chọn được ngày là vào âm lịch mùng 8 tháng sau. Mùng 8, ông lão Hoa Đô không rành về âm lịch lắm liền hỏi lại. Cũng là nửa tháng sau, Hoàng Phủ Ngạn tước nhắc nhở. Ồ, vậy sao? Được được, nếu như chuẩn bị không quá gấp rút thì ta đồng ý, Hoa Đô lão nhân cười rạng rỡ. Tất cả con đã sắp xếp thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không để Liên Kiều chịu một chút ủy khuất nào, Hoàng Phủ Ngạn tước đỉnh đạt nói. Được được. Cú Chinh, đến bên ông nội này, ông lão hoa đô vẫy tay về phía Liên Kiều. Cô vội chạy đến. Cô Chinh, qua nửa tháng nữa chính là hôn lễ của con và Tước Nhi, trong thời gian này con phải ngoan ngoãn, đừng gây thêm phiền phức gì cho nhà hoàng phủ, sau khi kết hôn cũng phải học làm một người vợ hiền, đừng giống như bây giờ mỗi ngày đều ham chơi, có nghe chưa, hoa đô lão nhân nói lời tận đáy lòng. Liên Kiều căn bản là nghe cũng như không mấy lời này, nhưng bởi vì muốn ông nội không lo lắng và giận dữ, cũng liền gật đầu vậy mới là cháu ngoan của ông chứ ông lão hoa đô thấy vậy trong lòng rất vui liên kiều thấy ông nội vui vẻ trong lòng cũng nhẹ nhàng cô nghiêng đầu nhìn hoa đô lão nhân ông nội lâu rồi con không về đây con muốn ra ngoài chơi đừng làm rộn bây giờ đang bàn luận chuyện đám cưới của con con ngồi yên ở đó một lát nữa nói sau ông lão hoa đô khẽ trách liên kiều đảo mắt một vòng sau đó bước đến níu cánh tay của hoàng phủ ngạn tước ngày đám cưới không phải đã quyết định rồi sao hơn nữa, anh ấy trước giờ chưa từng đến nhà chúng ta lần nào, con dẫn anh ấy đi dạo, được không? Hoàng Phủ Ngạn tức cười cười nhìn cô gái trong lòng, thật biết tìm bia đỡ đạn nha. Nói không chừng một lát nữa không biết chạy đến đâu chơi bỏ lại mình một đây. Nhưng, thấy cô ý lại mình như vậy hắn rất vui cho nên cất lời, Liên Kiều nói cũng không phải không có lý, còn trước giờ chưa từng đến đây, đi dạo một chút cũng tốt. Nghe vậy, Liên Kiều dương mắt nhìn hắn đầy cảm kích. Ông lão Hoa Đô nghe vậy liền cười nói, "Được, vậy, tức nhi con đi cùng con bé dạo một vòng đi." Chỗ ở của Hoàng Thất Mã Lai được trang hoàng rất đặc sắc, tuy không bề thế như hoàng phủ nhưng mang một vẻ đẹp riêng, diện tích cũng không lớn lắm nhưng so với nhà của những người giàu có ở Mã Lai thì quy mô cũng không phải nhỏ. Căn biệt thự được xây gần biển, bởi vậy trong không khí tràn đầy mùi vị của biển cả, đứng ở biệt thự có thể thu hết phong cảnh đẹp để nên thơ vào tầm mắt. Ha ha, hoàng phủ ngạn tước nơi đây đẹp không? Từ khi dọn đến đây em chỉ trở về có hai lần, nhưng lần nào cũng chơi rất vui. Anh biết không, ở gần đây có rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng nha, liên kiều ríu rít như chút chim. Đối với phong cảnh của Lan Quy Hoàng Phủ Ngạn Tước đương nhiên là biết rõ. Tuy rằng bận rộn với công việc nên hắn không có quá nhiều thời gian đi du lịch, nhưng cũng không phải chưa từng đi qua những khu có phong cảnh đẹp như thế này để thị sát hoàn cảnh hoặc đi gặp khách hàng. Nơi đây phong cảnh rất đẹp, nhưng đẹp mấy cũng không bằng cảnh đẹp trước mắt ánh mặt trời chiếu vào liên kiều khiến vẻ đẹp của cô có chút không chân thật ánh sáng nhàn nhạt như một vần hào quang màu vàng nhạt lấp lánh vây quanh cô chiếu lên làn da trắng nõn của cô khiến nó trở nên gần như trong suốt đẹp không chút tỳ vết mà nụ cười rạng rỡ trên môi cô khiến cô như một vị thiên sứ trên trời toàn bộ vẻ đẹp đó hiện ra trước mắt hoàng phủ ngạn tước đối diện với một cô gái như vậy làm sao có thể không trầm luân a à, hoàng phủ ngạn tước Mau đến đây xem nè, ở gần đó vọng lại tiếng của Liên Kiều. Hoàng Phủ Ngạn tước men theo hướng âm thanh của Liên Kiều lần đến, nhìn thấy dưới tán cây xanh um là hai chú chim nhìn bên ngoài giống như chim két, màu sắc rất rực rỡ, thân hình lùn mập, đuôi ngắn, chiếc mỏ đỏ khá to, trên đầu có một chỏm lông đen trên cổ lại có một chỏm lông màu vàng, ở ngực và lưng đều là lông xanh nhưng cánh và đuôi lại là màu đen, chân màu chì. Đây là chim gì? Hoàng Phủ Hiếu Kỳ hỏi liên kiều nhìn hai chú chim một cách kiêu ngạo nói đây là hon chính là chim tình yêu mà mọi người hay gọi cũng gọi là chim tê giác đây là quốc điểu của nước em chim tình yêu cái tên lạ quá nhưng rất đẹp hoàng phủ ngạn tước nhìn hai chú chim đang cách mình không xa cảm thấy cái tên này rất đúng là rất đẹp loại chim này rất si tình chúng nó đều sống thành đôi thành cặp chỉ cần một trong số hai con chết đi con kia cũng không sống nổi, liên kiều nghiêng đầu ngắm hai chú chim, trong mắt có chút bi ai. Xem ra loài chim này còn si tình hơn loài người nhiều, hoàng phủ ngạn tước cười nói. Đi qua một vườn hoa rộng, không khỏe thấy rất nhiều chim tình yêu, bọn chúng đều là từng đôi từng cặp bay cùng nhau, quản là chỉ nguyện uyên ương không làm tiên, cũng chiến thế này thôi. Đây là hoa gì? Đẹp quá! Hoàng phủ ngạn tước nhìn thấy một biển hoa màu trắng trước mắt, cảm thấy rất lạ. Thế nào? đẹp hơn mỹ nhân anh của anh chứ. Liên Kiều vẽ mặt trạng rỡ tung tăng chạy về hướng biển hoa. Bóng dáng nhỏ nhắn dần chìm trong biển hoa, hoàng phủ ngạn tước vội vàng đuổi theo. Tiếng cười như chuông bạc từ biển hoa truyền tới. Hoàng phủ ngạn tước, đây là hoa trăm bục, hoa trăm bục trắng, là quốc hoa của nước em. Hoàng phủ ngạn tước trước mắt toàn là màu trắng, mùi hương hoa thơm nhát nhàn nhạt lan tỏa, lại nhìn về Lan Kiều chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhắn lúc ẩn lúc hiện trong biển hoa trắng. Đầu chạy chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã, hắn vội đuổi theo sau. Qua đây bắt em đi. Giọng nhí nhảnh của Lan Kiều vang vọng giữa biển hoa, dưới ánh nắng mặt trời, mỹ nhân trong biển hoa trắng, quả là một cảnh đẹp vô song. Tiểu quỷ, xem anh bắt được em sẽ phạt em thế nào. Hoàng phủ ngạn tước cũng bị lây vẻ nhí nhảnh của cô, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, ngay cả giọng nói cũng mang thêm sự vui vẻ. Hi hi, anh chạy nhanh thật. Liên Kiều bị hắn bắt được, đầu dựa vào ngực hắn cười vui vẻ. Bắt được em rồi, xem em còn nghịch ngợm nữa không? Hoàng Phủ Ngạn tước tâm tình rất tốt, tay vương về phía cô, bắt đầu tấn công. A a a, Hoàng Phủ Ngạn tước, đừng mà, ha ha. Liên Kiều sợ nhất bị nhục, cô vội tránh khỏi tay hắn, nhưng thế nào cũng trốn không thoát. Còn chạy nữa à? Hoàng Phủ Ngạn tước kéo cô lại, đôi tay mạnh mẽm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, mùi hương nam tính trong nháy mắt tràn nhập khoang mũi cô. Liên Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt long lanh. Anh thật xấu, cô không đề phòng nói. Cô vốn không biết, vẻ ngây thơ đáng yêu, cộng thêm câu nói mập mờ càng dễ khiến cho đàn ông điên cuồng. Phải không? Trong cổ họng Hoàng Phủ Ngạn tức bật ra một tiếng cười trầm trầm, trong ánh mắt toàn là sự triều mến dành cho cô. Hoàng Phủ Ngạn tước mùi hương trên người anh rất dễ chịu, có một loại, từ là cảm giác an toàn, em rất thích. Cô lần nữa vùi mặt vào ngực hắn, tham lam hít thở mùi hương của riêng hắn. Đây là mùi hương gì chứ, không phải nước hoa, cũng không phải mùi thuốc lá, hắn không hút thuốc, chỉ là mùi long diên hương nhàn nhạt, không giống với mùi hương nào cô từng ngửi trước đây. Nhà đầu thật khiến người ta yêu mến. Hoàng Phủ Ngạn tức cảm thấy nhồn nhột nơi ngực, ghé mắt nhìn xuống, thì ra là mấy sợi tóc dài của cô đang vướng nơi áo hắn, cũng rất vô hình quấn vào cả tim hắn. Nhớ kỹ, em chỉ có thể thích một mùi hương này. Giọng nói vừa báo, lại vừa triều mến. Thật khó tưởng tượng nếu như có một ngày Liên Kiều thích mùi hương của một người đàn ông khác, cũng vùi mặt vào ngực thế này, hắn sẽ thế nào, chỉ nghĩ tới một màn này, trong đầu hắn ý muốn giết người cũng có. Liên Kiều bất tri bất giác gật đầu. Ngón tay thon dài khẽ vuốt mái tóc mềm như tơ của cô, trượt xuống tới chiếc cổ trắng như tuyết, nâng nhẹ mặt cô rồi nhìn chăm chú cô thật lâu, sau đó từ từ cúi xuống. Đang lúc Liên Kiều tưởng hắn sắp hôn mình, lại rất ngạc nhiên thấy hắn vùi mặt vào mái tóc dài của mình. Mùi hương nam tính quét qua làn da nhạy cảm của cô khiến cô khẽ rung lên, đôi chân cũng mềm nhũng, cũng may còn có một bàn tay đỡ lấy người cô từ sau lưng. Nha đầu, mùi hương của em, anh cũng rất thích. Giọng nói của hắn mang theo vô vàng quyến luyến. Liên Kiều cảm thấy tim bắt đầu đập rất nhanh, gần như sắp vọt ra khỏi cổ họng. Em, em. Cô có chút bối rối. Gì vậy? Hoàng Phủ Ngạn tước cúi đầu hỏi bên tai cô, sự luống cuốn của cô càng khơi lên sự hứng thú nguyên thủy của người đàn ông. Là thật đó, mỗi lần anh đến gần em, tim em đều đập rất nhanh. Hoàng Phủ Ngạn tước có phải em bị bệnh rồi không? Liên Kiều vẻ mặt khổ sở nói. Hoàng Phủ Ngạn tước vừa vậy toàn thân đều chấn động, hắn khẽm cô vào lòng, triều mến vuốt ve mái tóc cô. Hoàng Phủ Ngạn tức, anh, em có phải bị bệnh thật rồi không? Liên Kiều bị hắn ôm vào lòng, tiếng cô vọng lên từ lòng ngực hắn. Nhà đầu ngốc. Hoàng Phủ Ngạn tức cười đầy vẻ cảm động, nhưng nét ngây thơ của cô càng làm hắn khổ sở. Anh không tin sao? Không tin anh sờ thử xem, còn đang đập rất nhanh đấy. Liên Kiều đơn thuần nắm tay hắn đặt lên ngực mình như muốn hắn cảm nhận nhịp đập của tim mình sự mềm mại ấm áp truyền đến lòng bàn tay khiến Hoàng Phủ Ngạn tước cảm thấy khó kiềm chết, ánh mắt càng lúc càng trầm xuống. Thấy hắn không nói gì, Liên Kiều càng thấy lạ, chợt nghĩ ra cái gì, cô lo lắng hỏi, Hoàng Phủ Ngạn tước, em, em thật bị bệnh rồi sao? Anh nhất định phải nói thật cho em biết. Sự ngây thơ như trẻ con của cô càng chạm mạnh vào nội tâm của Hoàng Phủ Ngạn Tước, tim cũng theo đó mà rung động một cô gái đơn thuần như trang giấy trắng thế này khiến hắn chợt cảm thấy ham muốn nguyên thủy lúc nãy của hắn là rất vô sĩ. Cô ngây thơ như thế, đẹp đẽ như thế hắn làm sao có thể có ý nghĩ thấp hèn như thế chứ? Tay hắn nhẹ bấu lấy vai cô, đôi mắt đen nhìn cô không chớp, sau đó nụ cười trên mặt dần dần lan tỏa khắp đầu mày cuối mắt. Nhà đầu ngốc, em không phải bị bệnh, chỉ là trong lòng em có thêm một người thôi. Hắn quyến luyến nhìn cô, đứng giữa biển hoa trăm bụt trắng, trong cô chẳng khác nào một vị thiên sứ đi lạc xuống nhân gian Ánh mắt mờ mịt của cô càng khiến hắn khổ sở Trong lòng không khỏi trào dân một cảm giác muốn được chở che Cô thật nhỏ, làm sao không cần mình bảo vệ cho được Chỉ là, trong lòng cô mình là thế nào đây Cô có coi mình như thần bảo vệ không hay chỉ là Liên Kiều nghe hắn nói càng không hiểu Cô nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt hắn vẻ mặt kinh ngạc Hắn cũng nhìn cô, nói từng chữ một Là anh À, Liên Kiều bị lời nói của hắn dọa đến giật mình. Hắn đang nói gì vậy? Em không hiểu, giọng nói yếu ớt, vẻ nghi hoặc trong mắt vẫn còn nguyên. Hoàng Phủ ngạn tước chỉ cười cười, bao dung xoa xoa đầu cô, nha đầu ngốc của anh. Tiếng cười từ trong lòng ngực mạnh mẽ vang ra, lan tỏa khắp không gian. Liên Kiều ngẩng đầu nhìn nụ cười trên môi hắn, cô cũng ngây ngô cười theo, bàn tay nhỏ bất tri bất giác đưa lên vuốt ve từng đường nét trên mặt hắn, không khỏi tán thưởng. Thật đẹp hoan phủ ngạn tước không trả lời cô chỉ cúi đầu xuống không thể kiềm chế mà đặt một nụ hôn lên môi cô đem tay của cô vòng lên cổ mình hoa râm bụt trắng hương theo gió tỏa bay chứng kiến một cảnh hết sức lãng mạn cái gì trên bàn ăn mùi thức ăn tỏa ra thơm ngào ngạt xen trong đó lại là một tràng tiếng kêu kinh ngạc của một đôi nam nữ trong đó tiếng của cô gái là nổi bật nhất ông nội ông vừa nói gì cô gái phát ra tiếng kêu kinh ngạc không ai khác hơn là Liên Kiều. Trên tay cô vẫn còn cầm chiếc nĩa ghim một miếng bánh nổi tiếng của Mã Lai thật lớn nhưng trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Mà Hoàng Phủ Ngạn Tước ngồi cạnh bên cũng chẳng tốt hơn là mấy, hắn rõ ràng cũng bị tin tức này làm giật mình. Ông lão hoa đô nhẹ thở dài một tiếng, cu chiên, khả năng bói toán của chị họ con mặt di nhiễm dung trước giờ không sai, nó vừa gọi điện thoại cho ta nói rằng con nhất định phải đi đăng ký kết hôn ngay khi rời khỏi Mã Lai, bằng không sợ rằng con sẽ gặp phải bất trắc. Liên Kiều nuốt một ngụm nước bọt, không phải chứ, ý của chị con là muốn con vừa về đến Mỹ thì lập tức kết hôn. đúng vậy, vừa nãy bố mẹ chồng tương lai của con cũng nghe thấy, con phải lập tức kết hôn thì mới tránh được tai họa lần này. Ông lão Hoa Đô vẻ mặt nghiêm trọng nói. a. À. Liên Kiều không vui hỏi lại, nhưng ngày kết hôn không phải đã quyết định rồi sao? cũng rất sớm mà, chỉ còn nửa tháng nữa thôi. không được. Chị con nói con lập tức kết hôn thì con phải lập tức kết hôn, ông lão hoa đô quyết định. Nhưng người ta còn chưa có học cưỡi ngực, đua xe gì hết, Liên Kiều vẫn chưa chịu phục nói. Cưỡi ngựa với đua xe, không chỉ ông lão hoa đô ngạc nhiên mà hai vợ chồng Hoàng Phủ Ngự Phong cũng giật mình. Lúc này Hoàng Phủ Ngạn Tước mới lên tiếng nhắc lời Liên Kiều, ông nội, chúng con ngày mai chuẩn bị trở về, nếu như phải lập tức kết hôn thì hôn lễ quá gấp rút đi chuyện lấy điều kiện để trao đổi này tuyệt đối không thể để quá nhiều người biết, quá mất mặt đi. Không. Không. Các con không hiểu ý ta, ông lão hoa đô su tay, ý của nhiễm dung là đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ phải tách rời, mà thời gian cử hành hôn lễ phải là 6 tháng sau khi đăng ký kết hôn thì mới được. Cái gì? Liên Kiều lại lần nữa trợn mắt còn Hoàng Phủ Ngạn Tước thì vẻ mặt cũng mờ mịt không hiểu. Lúc này Triển Sơ Dung mới cất lời, Ngạn Tước, Mẹ biết làm như vậy có chút không phù hợp với quy tắc, mà ngày đăng ký kết hôn với ngày cử hành hôn lễ cách nhau khá xa như vậy quả thật hơi thiệt thòi cho Liên Kiều, nhưng mà vừa nãy chị của Liên Kiều nói rất nghiêm túc, cô ấy là một dáng đầu sư rất quyền lực, hơn nữa chỉ là lo nghĩ cho sự an toàn của Liên Kiều, cho nên chúng ta không thể không làm như vậy. Đúng vậy, tuy rằng chúng ta cũng không muốn nhưng chị của Liên Kiều nói chỉ có làm như vậy thì mới có thể đem nguy cơ xuống đến mức thấp nhất, Hoàng phủ Ngự Phong cũng lên tiếng là ý gì chẳng lẽ nếu chúng con không lập tức kết hôn thì liên kiều sẽ gặp nguy hiểm sao hoàng phủ ngạn tước nắm được mấu chốt cảnh giác hỏi lại ông lão hoa đô lo lắng gật đầu nhiễm dung bói ra được sẽ có một tai nạn sắp vận lên người liên kiều mà kết hôn lại có thể làm cho nguy hiểm từ tai nạn này giảm xuống đến mức thấp nhất còn sau đó con bé sẽ tự có cách hóa giải rốt cuộc là nguy cơ gì chứ hoàng phủ ngạn tước kiên trì hỏi tước nhi ta hiểu lòng con Ta đương nhiên cũng biết con có khả năng bảo vệ con bé khỏi nguy hiểm Nhưng nếu như nhiễm dung đã lên tiếng Điều này chứng minh rằng mối nguy hiểm này không phải là do con người làm ra Hoa đô lão nhân thở dài Ý của người là sẽ có liên quan đến gián đầu thuật Hoàng Phủ Ngạn tước nghiêm trọng hỏi Đúng vậy Nói chính xác hơn đó là Linh Gián, ông lão Hoa Đô vẻ mặt càng nghiêm trọng. Cả nhà Hoàng Phủ ai nấy nhìn nhau, Liên Kiều thì lại không cho rằng thế, xua tay con không tin, mà cũng chỉ là linh dáng thôi mà, con tin với năng lực của chị, nhất định có thể hóa giải được. Thật là không nghe lời, ông lão Hoa Đô nghiêm túc nhìn Liên Kiều, chị của con mới gần đây đã xuất hiện một vài vụ án khiến nó cảm thấy rất đáng sợ, chẳng hạn như vụ án thi lạp, khiến nó ăn không ngon ngủ không yên mà cũng chưa tra ra được là do ai làm, cho nên vì sự an toàn của con, lần này ta tuyệt đối sẽ không cho phép con làm loạn, trở về lập tức kết hôn cho ông nội. Ông nội, vẻ mặt liên kiều rất không cam lòng. Ông lão hoa đô mặc kệ vẻ cầu khẩn của cô, ánh mắt chuyển sang hướng hoàng phủ ngạn tước. Tước nhi, ta biết con nhất định sẽ cho rằng đây là mê tín, nhưng ta phải nói rõ với con, ở nước chúng ta gián đầu thuật là một loại tín ngưỡng, với lại, một khi chúng phải linh gián đây là chuyện rất nghiêm trọng, vì cháu ta, ta không thể không làm như vậy. Ông nội, người yên tân, sau khi trở về nước con và Liên Kiều sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn, hoàng phủ ngạn tước không nói gì thêm trực tiếp đồng ý đối với dáng đầu thuật trước khi hắn quen biết liên kiều có đánh chết hắn cũng không tin có loại thuật này tồn tại nhưng khi nghe được chính miệng cung quý dương kể lại toàn bộ câu chuyện phát sinh đêm hôm đó ở trường đại học hồng kông hắn đã không thể không tin hơn nữa thế giới này lớn như vậy chuyện lạ cũng không thiếu huống chi đây chỉ là một phương thức điều khiển tâm linh và sự vật liên kiều nghe hắn khẳng khái đồng ý như vậy trong lòng rất gấp vội phản đối hoàng phủ ngạn tước anh nói lời không giữ lời rõ ràng là đã bàn xong điều kiện kết rồi sao giờ anh lại đồng ý với ông nội chứ nha đầu chuyện có chuyện lớn chuyện nhỏ em đừng nóng vội như thế anh đảm bảo với em nhất định sẽ thực hiện hết nguyện vọng của em hoàng phủ ngạn tước cam kết gạt người em không tin anh nữa liên kiều nhăn mặt rất không vui ngoan đi nha đầu yên tâm trước khi đến mã lai anh đã nói với bọn thiên dục rồi bọn họ đều rất hoan nghênh em, hoàng phủ ngạn tước nhẹ giọng dỗ ngọt. Thật sao, Liên Kiều nghe vậy mắt liền sáng lên. Đương nhiên, chỉ cần em ngoan ngoãn theo anh đi đăng ký, mọi chuyện cứ để anh sắp xếp, hoàng phủ ngạn tước tự dưng cảm thấy lúc này mình chẳng khác nào đang dụ dỗ một đứa bé. Liên Kiều cho mày, rõ ràng là đang đáng đo. Vậy đi, nha đầu. Thấy cô vẫn chưa gật đầu, trong lòng hoàng phủ ngạn tước quả thật có chút lo lắng, hắn cao giọng nói, nếu như anh mà nuốt lời, đến lúc đó em không cần đến nhà thờ làm lễ, như vậy cũng coi như không có kết hôn rồi. Từng Liên Kiều suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng nói sao cô cũng là không có chút kinh nghiệm nào, đương nhiên không biết đã rơi vào bẫy của người nào đó. Nghe kỹ hình như cũng không sai, vậy được, cô vui vẻ nói. Hoàng phủ ngạn tức lúc này mới cười nổi, cũng may nha đầu này không có tâm tư đi nghiền ngẫm lời nói của hắn bằng không chắc cũng không dễ dàng qua như vậy thấy hai người trong cuộc không có ý kiến gì hoàng phủ ngự phong và triển sơ dung cũng thở phào một hơi còn ông lão hoa đô đương nhiên là rất vui mừng tốt quá lão già ta đây cuối cùng cũng đợi đến ngày này đến đây từ hôm nay hai gia đình đã kết thành thông gia rồi cạn ly cạn ly trên bàn ăn tiếng cười nói vang lên không ngớt ánh mặt trời ấm áp khiến cho lòng người cũng cảm thấy thoải mái trong chiếc xe thương vụ cao cấp màu đen, Liên Kiều vên mặt nhìn về Hoàng Phủ Ngạn Tước đang ngồi cạnh bên. Này Hoàng Phủ Ngạn Tước, em muốn đi học cưỡi ngựa. Nhà đầu, đừng gấp, thiếu đường bây giờ đang ở A Tên, cho dù em muốn học cũng phải đợi cậu ta về Mỹ mới được chứ. Hoàng Phủ Ngạn Tước đành ra lệnh dừng xe bên đường, nói với cô. Thấy chiếc xe thương vụ dừng lại, chiếc xe bảo vệ chạy phía sau cũng dừng lại sau nó. Vậy, cung quý dương đang ở Mỹ, em muốn học đua xe trước, Liên Kiều đảo mắt, suy nghĩ một lúc rồi nói. Quý Dương hiện giờ quả thật đang ở Mỹ, nhưng thành phố cậu ta ở cách xa chúng ta quá, hắn giải thích tiếp. Xa thì xa, chúng ta ngồi máy bay qua không phải là được rồi sao, Liên Kiều không hiểu. Hoàng Phủ Ngạn tức lắc đầu, trước mặt còn chưa được. Tại sao, Liên Kiều sắp mất hết kiên nhẫn. Tiêu rồi, hắn hối hận rồi, nhất định là hối hận rồi. Hoàng Phủ Ngạn tức nhìn cô không chớp, Bàn tay chậm chậm lướt trên mặt cô, trong mắt ẩn ướt một tia chiếm hữu. Nhà đầu, chẳng lẽ em quên rồi sao? Hôm nay anh và em đã là vợ chồng hợp pháp, cho nên bây giờ đáng lý là tuần trăng mật của chúng ta, em không thể rời khỏi anh được. Liên Kiều nghe vậy càng không vui. Đem giấy kết hôn đưa cho em. Em cần giấy kết hôn làm gì? Hoàng Phủ ngạn tước nhướng mày. Anh nói lời mà không giữ lời. Em không muốn kết hôn nữa, em muốn xé giấy kết hôn liên kiều tức tối nói sớm biết hắn như vậy cô sẽ không thèm đồng ý kết hôn rồi nào ngờ hoàng phủ ngạn tước nghe vậy nụ cười càng ưu nhã giấy kết hôn đời này anh sẽ giữ kỹ muốn lấy về nghĩ cũng đừng nghĩ hoàng phủ ngạn tước anh là tên lừa gạt còn có hắn ngắt lời cô lần nữa ngón tay thon dài khẽ nhất cầm cô lên từ hôm nay anh đã là chồng em cho nên đừng có gọi cả họ lẫn tên của anh như vậy nữa bằng không thì đừng trách Liên Kiều không nói gì, há miệng hung hắn cắn lên ngón tay hắn. À! Hoàng Phủ Ngạn Tước bị đau, rụt ngón tay lại, nha đầu này, giờ còn chiêu cắn người này nữa chứ. Hừm, em cứ thích gọi Hoàng Phủ Ngạn Tước, Hoàng Phủ Ngạn Tước đó, thế nào, Liên Kiều thấy vậy, dương dương đắc ý nói. Thật là không ngoan. Hắn không giận mà nụ cười trên gương mặt càng lúc càng rộng mở. Hắn từ từ cúi xuống. Này Hoàng Phủ Ngạn Tước! anh áp sát em thế làm gì? Liên Kiều không kìm được sự bối rối trong lòng, cô ngẩng đầu vừa hay chìm trong đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn. Chật chật, quả nhiên là không ngoan. Hắn vừa cười vừa áp sát hơn nữa, gần như chỉ cách một milim, hơi hở nóng tực ái mũi quét qua môi cô. Liên Kiều sợ run người. Em bây giờ là vợ hợp pháp của anh, cho dù anh ngay tại chỗ này muốn em cũng là một chuyện rất bình thường. Hoàng Phủ Ngạn tước không giấu giếm sự ham muốn đang càng lúc càng dâng trào. Nào ngờ. Cắt. Anh muốn em. Anh muốn em làm cái gì? Chuyện mà anh hứa anh còn chưa làm được đó, Liên Kiều một vẻ cây ngay không sợ chết đứng nói. Bầu không khí vốn ái muội hoàn toàn bị một câu nói của cố phá tan tành. Hoàng Phủ Ngạn tước há hốc miệng, nếu như có cái gương ở đây cho hắn soi, nhất định hắn có thể thấy được gương mặt mình lúc này có bao nhiêu ngượng ngùng hắn không thể không thừa nhận chính mình nhất thời gấp rút và hưng phấn quá mà quên đi nha đầu này đối với phương diện này hoàn toàn là một đứa ngốc một cô nhóc ngay cả yêu đương còn chưa biết đối với chuyện giường chiếu đương nhiên là khỏi phải bàn rồi cái gì cậu kết hôn rồi trong phòng làm việc của hoàng phủ ngạn tước vang vọng tiếng hét kinh thiên động địa của ba người đàn ông không nói chính xác hơn là tiếng hét phát ra từ ba màn hình lớn treo trên tường các cậu kêu cái gì chứ mình kết hôn là lắm sao thiếu đường không phải cũng đã kết hôn rồi sao hoàng phủ ngạn tước dây dây màng nhĩ vừa bị chấn động nói ngạn tước cái tin này của cậu quá đột ngột đi chắc cậu nói sai rồi phải không có phải là muốn báo với bọn mình là cậu chuẩn bị kết hôn không lăng thiếu đường cẩn thận hỏi lại còn cung quý dương cũng xen miệng vào đúng đó ngạn tước cậu có phải là cao hứng quá nên nói nhầm rồi không cậu không phải mới đi mã lai về sao lãnh thiên dục thì cũng không nhịn nổi ngạn tước đừng đùa nữa ngày kết hôn đã xác định rồi phải không là ngày nào hoàng phủ ngạn tước nghe ba người bạn nói xong trên mặt hiện lên nét cười làm ơn đi mình nói rõ ràng lắm rồi còn gì sáng nay mình và liên kiều đã kết hôn rồi hả lại là tiếng kêu đồng thanh của ba người đàn ông một phút sau ngạn tước cậu có lầm không đó chơi trò âm thầm kết hôn à Sao bọn mình lại không biết gì hết vậy? Lăng thiếu đường là người đầu tiên có phản ứng. Cậu điên cũng vừa thôi chứ. Sáng nay kết hôn. Chẳng lẽ lên sao hỏa kết hôn sao? Sao lại chẳng thông báo gì cho bọn mình hết vậy? Cung quý dương lúc này mới tỉnh hồn lại. Còn lãnh thiên dục chỉ lắc đầu, thật không ngờ cái tên này lù đù vắt luôn mà chạy. Hoàng Phủ Ngạn tức thất giọng nhắc lời kháng nghị của ba người. Giải thích một chút, hôm nay mình và Liên Kiều chỉ đi đăng ký thôi, nửa năm sau mới tổ chức hôn lễ lại là một cơn chấn động nữa ngạn tước mình không thể không nói cậu càng lúc càng đi theo trào lưu đó lãnh thiên dục bắt đầu chăm chọc chuyện này hình như không phù hợp quy tắc lắm thì phải cùng quý dương nhún vai đùa sao hai người này nói thế nào cũng xuất thân từ danh môn một người đường đường là tổng giám đốc của hoàng phủ tài phiệt còn người kia lại là tiểu công chúa của hoàng thất mã lai sao cả tiến trình kết hôn lại khác thường như thế được còn Lăng Thiếu Đường cũng biểu thị đồng ý với cách nói của hai người bạn kia. Hoàng Phủ Ngạn tức thở dài một tiếng, các cậu cho rằng mình muốn làm vậy lắm sao? Làm vậy nguyên nhân hoàn toàn là vì Liên Kiều. Vì Liên Kiều? Là sao? Lăng Thiếu Đường không hiểu. Sau đó Hoàng Phủ Ngạn tước đem toàn bộ câu chuyện nói hết một lần. Một lúc sau, lại có liên quan đến gián đầu, năm nay đúng là chúng ta cùng Quý Dương có chút lo lắng. Thật hay giả đó? Gián đâu Thật sự có loại yêu thuật đó tồn tại hay sao Lăng thiếu đường nghi hoặc nói Lời này nếu như để Liên Kiều nghe được cô ấy nhất định nhổ hết tóc cậu PH ngạn tước cười với Lăng thiếu đường Mình thì tin Tận mắt nhìn thấy thật là ghê gớm Nhưng cô gái tên mặt di nhiễm dung đó cũng kể là to gan Đối diện với cổ thi thể đó vẫn ung dung như thường Cùng quý dương nói đến đây Nhìn về hoàng phủ ngạn tước cười Này em cậu ngạn thương bây giờ rất thân thiết với cô gái đó nhé, xem ra là lúng sâu lắm rồi, nhưng thật ra thì hai người đó cũng rất xứng đôi, một người là Pháp Y, một người là Gián Đầu Sư, nghe ra đều rất đáng sợ. Hoàng Phủ Ngạn tước trừng mắt nhìn hắn, ý nói cậu thật nhiều chuyện, ngược lại lãnh thiên dục chẳng có ý kiến gì, chỉ lặng lặng đổi chủ đề. Đối với Gián Đầu thuộc mình chẳng có hứng thú gì, trước mắt mình chỉ cảm thấy hứng thú với quyết định của Ngạn tước. Từ lúc quyết định kết hôn đến bây giờ đã đi đăng ký, cả quá trình này mình đều không thể hiểu được có gì mà không hiểu chứ lấy vợ lấy chồng là chuyện bình thường thôi mà cậu không phải cũng sắp cưới tiểu tuyền đấy sao hoàng phủ ngạn tước hỏi ngược lại hắn lăng thiếu đường nghe vây trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt này ngạn tước cậu thật là không hiểu hay giả vờ ngây thơ đây thiên dục cảm thấy lạ là vì cậu quyết định kết hôn không chút do dự chẳng lẽ cậu thật sự yêu cô nhóc ấy rồi cung quý dương ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa thiếu đường Cậu nói vậy là không đúng rồi. Cái gì mà yêu cô nhóc ấy rồi chứ? Cái đáp án này rõ ràng như vậy rồi mà cậu còn hỏi làm gì, thật phí lời. Ngạn Tước đương nhiên là yêu Liên Kiều rồi, bằng không sao lại kết hôn với người ta, thậm chí là không quản thời gian gấp gáp, không chờ nổi nữa. Cái tên tiểu tử này, nhớ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình, bằng không. Hoàng phủ ngạn tức hận không thể đưa tay vào trong màn hình kéo cái tên kia ra hung hăng đánh cho một trận. Ha ha, cung quý dương cười âm hiểm, ngạn tước, cậu đỏ mặt rồi kia. Cái tên đáng chết kia, hoàng phủ ngạn tước trống lên. Lăng thiếu đường lúc này mới mở lời, quý dương, cậu đừng đem cậu ấy ra làm trò đùa nữa, mình nghĩ chắc bây giờ cậu ấy cũng chưa hiểu hết tình cảm thật sự của bản thân đâu, hay. Ngạn tước, cậu đối với Liên Kiều có cảm giác gì, lãnh thiên dục điềm đạm hỏi nhưng nghe vào tai của hoàng phủ ngạn tước như một tiếng sét. Hắn sững sờ một lúc, như đang suy nghĩ gì mà ba người kia cũng duy trì yên lặng giống như muốn dành thời gian cho hắn suy nghĩ qua một lúc lâu hắn mới lên tiếng mình cũng không dám chắc mình có yêu cô ấy hay không chỉ cảm thấy có cô ấy tâm trạng của mình sẽ rất tốt mình muốn có cô ấy ở bên cạnh một phút cũng không rời xa mình thích nhìn cô ấy cười muốn bao dung cho những trò nghịch ngợm của cô ấy thậm chí bộ dạng cô ấy lúc giận dữ mình cũng rất thích đây có lẽ cũng là một loại yêu ba người nghe xong nhất thời không biết nói gì, chỉ có cung quý dương không ngừng đưa tay chống lên trán. Này, biểu tình của các cậu, Hoàng Phủ Ngạn tước cảm thấy mình nói không có gì sai nhưng nhìn vẻ vô lực của ba người bạn, bao nhiêu tâm tình đều bị thổi bay mất hết. Cậu thực là, đơn thuần, à, cái này không liên quan gì đến cơ thể cậu, mình là chỉ về mặt tình cảm của cậu, cung quý dương giải thích. Ý cậu là sao, Hoàng Phủ Ngạn tước cho mày. Ồ, ý mình là cậu đã yêu rồi à, còn cần phải nói sao, Lăng thiếu đường quả thật bó tay với hắn. Hả? Thật sao, bộ dạng ngơ ngác hiếm có này của Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ có thể bị ba người bạn tốt may mắn nhìn thấy. Cái dáng vẻ ngờ nghệch này của Hoàng Phủ Ngạn Tước quả thật khiến ba người bạn phải dụi mắt liên tục, ba người muốn khóc không được muốn cười cũng chẳng xong. Cậu không phải chứ, Ngạn Tước, đạo lý rõ ràng như vậy mà còn không hiểu sao, cùng Quý Dương khoanh tay trước ngực, giảo hoạt cười. Hoàng Phủ Ngạn Tước bị hắn nói càng ngượng ngùng, lại rất bối rối. Lăng Thiếu Đường thấy vậy cười càng giảo hoạt, "Hắc, bộ dáng này của cậu có được gọi là bối rối, hoặc là trong lòng có gì không thể cho người khác biết không?" Hung hăng trừng mắt nhìn hai người bạn đang cười rất tặc kia, sau đó dời mắt về phía Lãnh Thiên Dục. "Này, cậu đừng có như khúc gỗ không nói năng gì, phát biểu chút ý kiến đi." "Nói cái gì?" Lãnh Thiên Dục quả thật tên đúng như người, lạnh lùng quẳng lại cho hắn một câu hoàng phủ ngạn tước quả thật có ý muốn giết người rồi nói nghe thử cách nhìn của cậu đối với chuyện này hắn nghiến răng nghiến lợi nói lãnh thiên dục bật cười trong mắt cũng không giấu được ý cười sau đó thở dài một tiếng mình cho rằng mình đã rất trì độn rồi thật không ngờ cậu còn hơn cả mình quả thật hàng hiếm đường đường là hoàng phủ thiếu gia nói đến đây gương mặt vốn lạnh lùng của hắn lộ ra một nét cười không giấu được tuy rằng giọng điệu toàn là trêu chọc nhưng trong đó thấm đẫm tình bạn thân thiết này thiên dục cậu đủ rồi nha thiếu đường như vậy quý dương cũng như vậy đến cậu cũng vậy luôn ba người các cậu giờ tốt rồi ai cũng có người đẹp ôm ấp ai cũng trở thành chuyên gia tình yêu hết vậy mà với chuyện của mình lại keo kiệt như vậy chỉ điểm một chút đối với các cậu có khó đến vậy không hoàng phủ ngạn tước bất mãn lên tiếng vậy được mình hỏi cậu lãnh thiên dục ngược lại rất thoải mái nếu như Liên Kiều muốn rời xa cậu, cậu sẽ thế nào? Hoàng Phủ Ngạn tước nghĩ cũng không cần nghĩ, không có ngày đó đâu. Lăng Thiếu Đường, Cung Quý Dương và Lãnh Thiên Dục đều không nói gì, đồng loạt nhìn về Hoàng Phủ Ngạn tước. Này, ba người các cậu nhìn cái gì? Hoàng Phủ Ngạn tước bị họ nhìn đến không được tự nhiên, chẳng lẽ mình nói sai gì sao? Thiếu Đường, cậu có muốn Kỳ Hinh rời khỏi cậu không? Quý Dương nữa, chắc cậu cũng không muốn tử tranh rời khỏi mình chứ? thiên dục thì khỏi phải nói rồi đương nhiên là sẽ không đồng ý để tiểu tuyền rời xa cậu rồi đúng không nào ngờ khi hắn một hơi nói hết mấy câu này ba người kia không hẹn mà cùng cười to lên các cậu hắn nhìn về phía ba màn hình cậu thật là giống hệt liên kiều chẳng có tâm tư gì chúc mừng cậu cậu yêu cô ấy rồi bằng không sao lại đem cô ấy so sánh với kỳ hình tử tranh và tiểu tuyền chứ lăng thiếu đường vẫn cười không ngớt nói thẳng hoàng phủ ngạn tước nhất thời cũng không biết nên nói thế nào ngạn tước thực ra lúc này đây cậu nên đi hưởng tuần trăng mật sao lại ở đây hỏi bọn mình vấn đề ấu trĩ như vậy chứ cùng quý dương lười biến nói lãnh thiên dục cũng cất lời không ngại nhắc nhở cậu một câu lúc này vẫn là nên dẹp bớt tính cùng công việc của cậu đi tuổi của liên kiều và tiểu tuyền cũng không xê xích là bao chính là đang lúc ham chơi nếu như cậu còn không chuẩn bị một kỳ nghỉ thú vị coi chừng cuộc sống sau hôn nhân của cậu gặp rắc rối đó hoàng phủ ngạn tước cười cười yên tâm đi từ ngày mai mình chính thức nghỉ phép rồi cảm ơn trời đất chúc mừng nhé ngạn tước bây giờ cậu đúng là sông hỷ lâm môn nha riêng lăng thiếu đường thì bắt đầu tính toán mình nghĩ ngày mai thị trường tài chính vừa mở giá cổ phiếu của hoàng phủ tài phiệt lại tăng mạnh đây thì vui như nhau thôi ai mà không biết tứ đại tài phiệt trước giờ có phước cùng hưởng có họa cùng chịu cổ phiếu của hoàng phủ tài Việt có tăng thì ba nhà các cậu cũng là ngư ông đắc lợi mà hoàng phủ ngạn tước vui vẻ cười tiền của cậu đúng là làm người ta thẻm đỏ mắt lãnh thiên dục nhàn nhạt nói một câu câu này không đúng thiên dục lãnh thị tài Việt thành tích đều tăng trưởng chóng mặt mỗi ngày dù sao cũng rất khâm phục tinh lực của cậu tay trái thì xử lý việc kinh doanh tay phải thì xử lý chuyện của bang phái nếu như mình là tiểu tuyền nhất định phải suy nghĩ lại xem có nên chọn một đối tượng kết hôn khác không Hoàng Phủ Ngạn tước vui vẻ công kích lại một câu. Lãnh thiên dục nhướng mày, coi chừng cười người hôm trước hôm sau người cười, mình còn không tin Liên Kiều sẽ ngoan ngoãn nghe lời như vậy, nếu so sánh giữa hai người, tiểu tuyền của mình vẫn ngoan hơn nhiều. Lăng thiếu đường nghe vậy cười nói, thiên dục đúng là biết lợi dụng thời cơ, nhưng lúc người đẹp mất trí nhớ lại chiếm tiện nghi gạt người ta kết hôn, chiêu này quả thật bọn mình không thể ngờ tới, thật tuyệt. Thiếu đường, theo như mình biết cậu cũng đâu có kém, mình chỉ là gạt người ta kết hôn thôi, nào giống như cậu, dám cướp cô dâu, lãnh thiên dục không chút ngại ngùng công kích trở lại. Này này này, mấy chuyện động trời này toàn bộ đều bị các cậu giành làm rồi, xem ra mình chỉ có thể nghĩ cách làm tốt bổn phận của mình, cùng quý dương ra vẻ suy tư, sau đó lười biến nói. Hoàng Phủ Ngạn tức nghe vậy khịt mũi cười, cậu đối với tử tranh không phải là đang thực hiện chính sách bám dính siêu cấp vô địch sao, thậm chí còn vì dụ người đẹp nở một nụ cười mà thiết kế cả một khu vui chơi lớn nhất thế giới cách chơi dọa người như vậy chỉ có cung quý dương cậu chơi nổi chiến thuật vu hồi làm cũng không tệ cậu cũng đừng có chỉ trích tớ chiến thắng đang ở trước mặt tớ rồi cung quý dương nghe xong cười rất ngọt ngào hoàng phủ ngạn tước vô lực nhún vai lãnh thiên dục lúc này mới lên tiếng có chút khó khăn tạm không nhắc tới ngạn tước chỉ riêng liên kiều đã khiến người ta nhức đầu rồi ngạn tước sau khi kết hôn tự mình lo liệu nhé. Ha ha, còn không đợi Hoàng phủ ngạn tước trả lời, Lăng Thiếu Đường đã cười ha hả, nói: "Thiên Dục, cậu lo bò trắng răng rồi." Sao lại nói vậy? Lãnh Thiên Dục biết với tính tình sâu sắc như Lăng Thiếu Đường sẽ không vô duyên vô cớ mà nói như vậy. Lăng Thiếu Đường cười càng giảo hoạt. "Mình vừa nhận được tin tức mới nhất, tình địch kim kẻ đối đầu của cậu đã đến Mỹ. Thiên Dục, cậu và Tiểu Tuyền bây giờ đang ở Mỹ, từng Lãnh Thiên Dục không thèm để ý đến thái độ của Lăng Thiếu Đường, lạnh lùng nói, cậu nói không sai, nhưng mà cậu mới đúng là lo bò trắng răng. Hết chương 200, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.